có thai ứng hóa cho kẻ khác biết được. Ở Bana Di Cơ là pháp của chư thành đã có trong mình, do nhờ phép thiền định. Ba cha tăng về đi tập bồ huynh như hi tây là pháp mà các hàng tri tuệ nhất là bậc thượng tri được biết, được thầy tự nơi tâm. Na thì mê sa ra năng anh nhân thọng mô mê sa ra năng hòa răng ê tay na sát cho quát chê na hô tu mê cha già mặn gá lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có pháp bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thanh kinh mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Sabbati banno bhagavato sāvaka saṅgho. Tăng là các bậc thỉnh văn đề tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Uchivati banno bhagavato sāvaka saṅgho. Tăng là các bậc thỉnh văn đề tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nhà gia bát tị bàn nơ phá ga quá tơ xã và ca sẵn khơ. Tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc dừng khỏi các sự thống khổ. Sa mi chi bát tị bàn nơ phá ga quá tơ xã và ca sẵn khơ. Tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Và đi đăng chặt ta đi bu đi xa vô ga nít. Tăng người điệp giới thì có bốn bậc. Tăng đã đạt đạo cùng quả tu đà hoàn. Tăng đã đạt đạo cùng quả tư đà hàm. Tăng đã đạt đạo cùng quả a na hàm. Tăng đã đạt đạo cùng quả a la hán. Attha bu đi xa phục ca la. Tăng nêu đêm chiếc thì có tám bậc. Tăng đã đạt đạo tu đà hoàn. Tăng đã đạt quả tu đà hoàn. Tăng đã đạt đạo tư đà hàm. Tăng đã đạt quả tư đà hàm. Tăng đã đạt đạo a na hàm. Tăng đã đạt quả a na hàm. Tăng đã đạt đạo a la hán. Tăng đã đạt quả a la hán. Ê sa pha ga quá tơ sa và ca sẵn khô. Chữ tăng ấy là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật. A hu nay vô, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dùng của tinh thí. Ở phương xa đem đền dân cũng cho những người có giới hành. Ba hu nay vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cũng cho các ngài. Đăng khi nãy vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thí, tinh lý nhân quả đem đến dân cũng. Anh cha li ca ra ni vô, các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anut ta răng bốt nhạc hạt tăng lô ca sa tích. Các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu vì kịp. Nạc thì mê sa ra năng anh nhăn sang khổ mê sa ra năng. Và răng hệ tề na sát cho quát chê na hô tú mê. Chà già mặn gá lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thanh kinh mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Quanh đa mi chê chi văn sạp bằng sạp ba tha mê sự và tình thì tặng xa rê rê ca tha tu ma ha bồ thiên bồ tha rô băng Sakalang Sadam. Con xin thành kinh đành lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi.
Thế Tôn lời dạy tỏ tường, a năm điều quan tượng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tranh thoát lúng qua canh tầng. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tranh thoát đằng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tranh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quy mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phận minh kết thành. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyabaccha hontu anikha hontu dikhayuka hontu aroga hontu sambhati samichantu sukhi attanang Bariharantu dukkhapatta chanidukkha payapatta chanipaya sokhapatta chanisokahontu sabbe vibbanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau. Đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Dạ, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan âm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh trác bạch để thọ trì quy giới. Uka sama yang pante ti sara ne nasa. Uka sama yang pante visum visum rakana tha ya ti sara ne nasa ban cha se ra niya cha ma. Bạch hoa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngu giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Được tiêu dọng bị ma dân phành tê vi sâm vi sâm ra khá na thả và ti xá ra nê na sa ha ban cha sĩ ra ni ya cha ma. Bạch hoa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngu giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta tỳ giảm bi ma văn phạn tê vi sâm vi sâm ra kha na tha ya ti sa na nê na sa ha ban ca sĩ la ni ya cha ma. Bạch hoa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngu giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, nhà đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh ngài trí đức từ bi hoan hỷ đăng đàn, thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con. Dạ sa thú đành thay con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính lễ ngài quân không, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt Đăng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lấy lòng thành kính xin quy Phật. Đồng Măng Sa Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp.
sông cấn sa năng ga chi ha mi con đem lên lòng thành kính xin quy tăng đủ tỷ dâm bị bụt đăng sa năng ga chi ha mi con đem lên lòng thành kính xin quy phật lần thứ nhì đủ tỷ dâm bị đấm măng sa năng ga chi ha mi con đem lên lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì đủ tỷ dâm bị sân cấn sa năng ga chi ha mi con đem lên lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì tạ tỳ dâm bi bụt đăng sa năng ga chi ha mi con đem lên lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba tạ tỳ dâm bi đấm măng sa năng ga chi ha mi con đem lên lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba tạ tỳ dâm bi sân cấn sa năng ga chi ha mi con đem lên lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt đăng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy phật. Đạm măng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy phật. Sang khang sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đức Tỳ Dâm Bi Bất Đẳng Sa Ra Năng Ga Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Bi Đàm Măng Sa Ra Năng Ga Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Bi Sang Khang Sa Ra Năng Ga Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tất tỳ dâm bi bất đẳng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba. Tất tỳ dâm bi tham măng sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba. Tất tỳ dâm bi sang khang sa ra năng ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca năng ni thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Ba na thi ba ta quê ra mạnh đi sĩ kho bất năng sa ma giao mi con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về ra mạnh đi sĩ kho bất năng sa ma giao mi con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra về ra mạnh đi sĩ kho bất năng sa ma giao mi con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mục sa wa đa về ra mạnh đi sĩ kho bất năng sa ma giao mi con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me rayama japama datha nam về ra mạnh đi sĩ kho bất năng sa ma giao mi con xin với điều học là quy tránh xa sự gì uống rượu và các chất say. Mana ti ba ta về ramani sikha badang samadhiya me con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sạc sanh. Adinna dana về ramani sikha badang samadhiya me con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara về ramani sikha badang samadhiya me con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hành. Mausa wada về ramani sikha badang samadhiya me con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayamat
Chappamadathana Vairamani Sikhabadang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ni văn cha sĩ ca bậc đa ni sa thu căn ca toa ngập ba ma đề na ni cha ca lăng samara kỳ tập băng chư phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ráng phải giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. Anh tê và chúng con xin băng Sì lê na su ca tinh yon ti Sì lê na phô ca sâm bá đàn Sì lê na ni phu tinh yon ti ta sâm mai Sì lăng quỷ số tha dê. Các chúng sanh là sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhâm niết bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các ấy cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thu sa thu đành thai ô lăng ghê na quan đê hăng ba đa phạn sum qua ruột ta măng bua thầy dơ ca ni tơ đơ sơ buột thâu kham ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô y phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ua ta mạng ghê nà quanh đê hăng thầm anh cha nước quý thần hòa răng thầm mê dơ ca li tô đô sâu thầm mô kham ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô y phạm nên pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ủa ta măng ghê nà quanh đê hăng sang khanh cha được biết hót ta măng sang khê dô khá đi tổ đô sâu sẵn khô kham mặt tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo đã phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô y phạm nên tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Phật tu sắp phẩm mạng ca lăng rắc hành tu sắp phẩm hệ hoa tài sắp phẩm bụt đá hai nụ phá quê nà sà đà sô thị phá quanh tu tê. Phật tu sắp phẩm mạng ca lăng rắc hành tu sắp phẩm hệ hoa tài sắp phẩm thâm mạ nụ phá quê nà sà đà sô thị phá quanh tu tê. Phật tu sắp phẩm mạng ca lăng rắc hành tu sắp phẩm hệ hoa tài sắp phẩm sẵn ca hai nụ phá quê nà sà đà sô thị Phật hoành tu tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ hóa đức của chư Phật, do nhờ hóa đức của giáo pháp, do nhờ hóa đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Te tha la tha su kỳ tả vô rô na ha bô tát sa sa ne a rô ga su kỳ tả hô tha sa sắp bê. Thì nhà tị phi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xá thu lành thai phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thân niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ màu giải thoát cái liền kiếp sau, nếu trễ chẳng gặp Phật nào,
nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh, nguyện thấy chúng sanh có oan kết, nguyện cho nhân loại đáng tu hành. Nguyện dình tam học và định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dặn kinh chí cú sa la cầm măng ca tạp băng kỳ đi dân mà mạ ca dê na quả cha mà na sa tì đà sê su ga tăng ca tăng dê sa ta san nhì nô a thị dê cha sa ta a san nhì nô ca tăng bồ nhà hòa lăng mày hằng sa tê phá ghi phá hoàn tự tê dê tăng ca tăng sư quý đi tăng điện năng bồ nhà hòa lăng mày ya về cha ta thành là cha anh thì để qua gạnh to như về đã dụm sắp bê lô cầm như về sắp ta chị quan ta hạ ra hai tú ca mà muôn năng khô cha năng sắp bê là thành tú ma ma chay ta sa ti hứa căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên điều phước báo vững bền. Có thời tiếp chúng đồ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phàm thiên cùng là, bậc trời vô thượng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, sinh cùng thiên chung đến hầu mạch ngay, có người làm phước được rài, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng, chung sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý dung anh nhàn, chung sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cung dường, hóa thành thực phẩm, mùi hương thòa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức Đa Từ Bi Hoan Hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền sao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông Thượng Tọa Quán Không cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sinh đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sông Kha Giá, con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng Đức Ngựa Quang Lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cúng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được ngài Liễu Tông giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh rất mong những bàn tay cũng những câu chích chát để được ngài thảo luận câu hỏi của quý vị cho Nhật Quỳnh được học. Và một tuần lễ mình có được có một ngày hôm nay nên rất mong đạo tràng hoan hỷ cho những câu chích chát cũng như cho những bàn tay. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời quý vị cùng giải Nhật Bình đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sông Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Am Vô Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Brahma cha lo ca thi ba tê sa ham ba tê ca tan cha lệ an thi hoa răng a ya cha tha san tê tha sát tắp ba ra chắp kha cha tí ca đệ sê tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê rê mi na yan cha ca yan so tan cha ban thăng a phi tham ma chăm măng a cơ ta dành tơ ta tu sát ta đang đang bập bở thay này dê và đi xa dập mặt chê Phạm Thiên vẫn ngầm ngồi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi biết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thanh dự pháp từ đó là Nhơn Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phụ cập mà đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn nam mô bích hai giá và đạo chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ và con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Tát Sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Bất Thải Gia Kinh Bạch Chư Tôn Nguyện Giả Kinh Thưa Chư Tôn Sư Nam Kinh Sư Nữ Trong Đạo Tràng Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bất Thải Gia. Dạ sa thú lanh thai. Dạ con nghe âm thanh ngày rõ và con thấy trong đạo tràng cũng cho tín hiệu nghe âm thanh ngày rõ. Dạ Nam mô Bất Thải Gia. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời bằng tay cũng như mời những câu chết chát ạ. Dạ, mình mến chào Quang Thanh, mến chào Xích Tiên, kính chào Karuna, kính chào Võ Thanh, mến chào Như Quang, mến chào Thiện Vũ, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Giang Nhật Hà. Kính chào lúc được lúc không, kính chào Bảo Khanh và kính chào Quỳnh Thính Pháp. Và Nhật Quỳnh chào quần đạo tràng để cho quý vị có thời gian suy nghĩ đưa những bàn tay mà Nhật Quỳnh cũng chưa có thấy bàn tay nào hết. Dạ, Nam Mô Bích Hài á, dạ con kéo dài gian rồi nhưng mà quý vị còn ngại ngùng chưa đưa bàn tay. Dạ bạch ngài, ngài cho con hỏi trước một câu là con... thỉnh ngài giảng dạy rộng rãi cho con biết để con rất là mù mờ mặc dù con nghe đi nghe lại nhiều lần vậy. Thất giác chi nhưng mà thật sự con nghe thì con nghe mà con hiểu con chẳng hiểu được bao nhiêu hết. Con cũng thỉnh ngài chỉ dạy giùm con tại sao mà gọi là thất giác chi mà con vẫn nghe là giác chi tức là mình tu tập những cái pháp để cho mình giác ngộ. Dạ, con chỉ biết được bao nhiêu đó thôi. Con cũng thỉnh ngài, ngài chỉ dạy giùm cho con. Dạ, ngài dạy rộng rãi đầu giờ chưa có bàn tay, chưa có câu hỏi. Thì con cũng thỉnh ngài giảng dạy cho con được hiểu hơn. Con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá kính bạch trẻ tôn hiện giả kính thưa chư quý vị. Có giảng cơ nào thì quý vị cũng không có nắm được. Vì lý do là cái thức giác chi đó nó là cái bàn đạp để tiến tới thánh đạo. Thành ra người tu tập là bắt đầu từ tứ niệm xứ rồi tứ chánh cần, tứ như ý túc. Ngũ quyền, ngũ lực, thức giác chi nó nhớ rồi. Thành ra
tu tập năm cái điều trên cho nó có năng lực rồi đó, thì những cái chi mà mình tu tập trong năm cái điều trên đó, nó có đủ năng lực để giúp cho cái pháp hành của mình sẽ tiến tới cái giai đoạn cuối cùng. Mà bây giờ thì không, mình vô mà mình muốn học cái đó thì không có khả năng nào học được hết. Bởi vì mình đi phải đi từ từ, đi từ cái căn bản. Mình nhớ gì nữa đó, thất giác chi, rồi cái tới bát thánh đạo liền. Tức là những cái chi mà từ mình đi từ đầu đó, thí dụ chi niệm thì đi tới cái chi mà nó gọi là sa tỳ sẩm phốt chăng khá đó, nó có năng lực rất là mạnh, đủ sức để đè phiền não, hoặc là đến một bước nữa đủ sức để tiêu diệt phiền não. Mà bây giờ mình chưa có năng lực gì hết, giống như mình đi lính đi, thì lính mình mới ra trường cái mình muốn mang lon tướng đâu có được đó. Thành ra cái quan trọng là bắt đầu từ đầu đó. Mà muốn bắt đầu từ đầu được đó là phải học về thực tính pháp, tức là thắng pháp tập yếu luận đó. Học để hiểu tâm, tâm tâm sở di sắc, thì trong tâm có bao nhiêu chuyện liên quan tới tứ niệm xứ, trong tâm sở có bao nhiêu tâm sở liên quan tới tứ niệm xứ, và trong những cái sắc pháp có bao nhiêu chuyện liên quan tới tứ niệm xứ, rồi mình mới bắt đầu đi lên, đi dài lên cho tới khi nào nó có năng lực thì cái đó tự automatic nó phát sinh, chứ không thể nào nói là mình lựa vô đó mình hành cái pháp đó được, không có đường nào hết. Thành ra bây giờ nên bắt đầu từ đầu đi, chứ còn nếu mà nói cái kiểu đó mà chúng tôi sẽ khi chúng tôi nói chúng tôi khả năng còn chưa tới đó nào, đi giảng cho quý vị giảng như thế nào, phải không? Không có khả năng. Nói trắng là như vậy đó, để cho quý vị biết mình đi gì, đi từ từ thôi. Chúng tôi đang hành và đang thực tập đi từ từ từ, nhưng mà có những cái chuyện chúng tôi biết khả năng của mình, những cái thực tinh pháp đó nó chưa đủ năng lực để mình làm những cái chuyện đó. Vì nó nhớ gì đó. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thủ con hành kính lãnh lễ tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, một lần nữa Nhật Bình kính mời bằng tay quý vị, cũng như mời những câu chết chát á. Dạ, mời Vinh Thính Pháp. Mến chào Hồng Hạnh và vào Đạo Tràng. Dạ, mời chị Mát Ta, mời Thanh Hoàng, mời Quang Thanh, mời Sức Duyên. Dạ, mời Huynh Giang Nhật Hà. Dạ, kính mời Đạo Tràng có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên và cho Nhật Quỳnh những câu chết chát như Quỳnh xin phép được đọc ạ. Thanh Hoàng ơi, Thanh Hoàng có câu hỏi không? Chị Mát Ta có câu hỏi không? Quỳnh Thánh Pháp có câu hỏi không? Dạ, Đạo Tràng chưa có câu hỏi. Dạ, con xin hỏi tiếp một câu nữa. Dạ, bạch Ngài, Ngài giảng giải cho con hiểu cái câu là tu là không phải là để làm thiện. Tại vì khi mà mình bỏ cái thân này đi thì đâu còn gì nữa, thì ngũ quẩn khác sanh lên, mùi màu vị sanh lên, không có gì dính nhau hết, thì nên tu cũng không cần làm thiện. Dạ, con thực không hiểu được cái câu này, con cũng thỉnh Ngài giảng dạy giùm con. Tại sao thường thì con nghe là mình tu thì mình phải gán bỏ điều ác, làm điều thiện, dù nhỏ nhỏ cũng được, từ từ làm lớn dần dần. Nhưng mà tại sao có cái câu là tu không phải làm thiện? Con cung thỉnh Ngài giảng giải dùm cho con để con hiểu hơn ạ. Con kính nhân bích đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Chư Tôn, hiện giả kính thưa chư quý vị. Nghĩa là tu cho tới mức cuối cùng, cái gì mà được đều bỏ cả. Ngay cả thiện cũng không làm, ác thì cũng bỏ. Cái gì là nhớ chuyện đó, chứ không phải là tu, không phải làm thiện là đủ. Bắt đầu mình đi từ mình tính tệ 16 tệ minh sát thì mình thấy rõ ràng tu là làm gì, để nhận dạng cái thân này là cái gì, danh sách. Tiếp tục là làm cái gì, là thấy nhân duyên của cái thân này, tức là nhân duyên của danh sách. Là tiếp theo là thấy cái gì, thấy cái sự sanh diệt của cái danh sách này tới cái mức
mà nó thành ba cái chuyện mà người ta đã chế định, các bậc thiện trí đã chế định cho mình. Một là có thể mình thấy vô thường, hai mình thấy khổ não, thấy vô ngã, thấy một trong ba như vậy đó. Rồi mình nhìn vào những cái thực tánh đó, mình đi hoài hoài cho tới khi nào đạo quả sanh thì nó sẽ diệt những cái điều mà cần diệt của nó, tức là phiền não đó. Khi mà nó diệt rồi đó thì mình còn cái gì đó, thì coi trong tâm của bậc A-la-hán còn gì. Còn người ta không gọi cái những cái mà còn lại trong ngài là thiện pháp, mà gọi là ngài chỉ còn có tâm quả với tâm di tác mà thôi đó. Bởi vì cái quả là những cái mà ngài vẫn mang theo cho tới khi nào bà đi niết bàn á, còn những cái mà người dùng để biết, dùng để hiểu cái đó gọi là di tác. Thì tới đó có thể nói là không còn làm thiện nữa, bởi vì bậc A-la-hán không làm gì cả. Ngài chỉ chờ cho tới khi cái ngũ uẩn này nó bị hết cái tuổi thọ của nó mà thôi. Đó. Nhưng mà lần lúc đầu là phải làm thiện chứ làm sao không làm được. Thành ra mình nói giờ tôi cũng làm thiện rồi, bây giờ làm sao? Cá nhân chúng ta trong này là ngoại trừ những bậc A-la-hán thì chúng tôi không dám đụng tới. Chứ còn những cái người mà ngay cái bậc thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba cũng vậy, họ vẫn làm thiện chứ sao không làm được. Nếu mà không làm thiện thì làm ác, bởi vì chúng ta chỉ hai chuyện mà thôi. Không làm thiện là phải làm ác chứ không thương đường nào tránh khỏi. Đừng có nghĩ rằng mình không làm thiện rồi cũng không thèm làm ác luôn. Cục đá à? Hay là cục đất? Nghĩa là mình chỉ có hai chuyện thôi, một thiện hai ác thôi, chứ không có đường nào tránh khỏi. Nhưng mà khi mà nào mà đắc tới cái mức cuối cùng rồi thì không còn làm thiện nữa, bởi vì cái tâm của vị đó không còn thiện nữa. Chỉ theo điều kiện của cái ngũ uẩn này nó chưa có bị diệt vong mà thôi. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, sa thú thành thai, và con thành kính tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi cho con. Dạ, lên đúng mức thì không còn làm không thiện ác, nhưng mà như hầm khui tụi con thì phải làm thiện, chứ không làm thiện thì sẽ làm ác. Dạ, con xin ghi nhớ câu thảo luận của ngài. Dạ, sa thú con kính dân mít đến thượng tọa Quán Không ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Con kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý cô quý thiền hữu chư thực tăng đạo tràng. Nhờ kính bạch ngài thì trước đây thì con học về 37 phẩm Bồ Đề á, thì cứ nhớ là tự niệm xứ rồi thất thập chi bạc trên đào vân vân. Thì con cứ nghĩ đó là liệt kê những cái pháp để mà có thể thành tựu được cái sự giác ngộ. Nhưng mà lúc nãy thì bây giờ con mới hiểu được là khi thất vật chi đó là cái là một cái tầng bậc sau khi tu tập những cái pháp trước đó, những tự niệm xứ, thì nó liên quan đến cái niệm trong thất niệm vật chi, hoặc là tự chánh căn thì nó liên quan đến là tính tận giặc chi vân vân. Thì như vậy những cái pháp đó nó có liên quan mật thiết với nhau, nó có cái sự từ tu tập để nó bổ túc cho nhau, phải không bạch ngài? Và trong đó thì do những cái pháp môn nó liệt kê ra nhiều như vậy, thì tùy theo cái căn tánh của mỗi người mà tu tập, hay là mình phải tu tập tuần từ theo thử lớp đó, thưa ngài. Thì con xin dâng với đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Dạ, kính bạch Tự Tôn Hiền Dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra là do cá nhân của người đó đã từng tu tập trong bao nhiêu tiền kiếp rồi thì nó sẽ đưa tới cái chuyện đó. Chúng tôi thí dụ dễ hiểu vậy đi. Thời bây giờ thì chúng tôi không có rành, nhưng mà thời cỡ tuổi chúng tôi hoặc là tuổi của Tỳ Kheo Quán Không này nè, thì khi mình học lên tú tài đó, mình phải chọn băng A, băng B, băng C hoặc là D gì đó. Thì mỗi một bang nó có một chuyện,
chứ không thể nào, nhưng mà nó có những cái nó trộn lẫn với nhau. Ví dụ ban B học một số cái chuyện riêng biệt của ban B, nhưng mà nó vẫn có một số chuyện phải học mà ban C hay là ban D gì đó, A B C D gì đó, nó cũng phải học chung, chứ không thể nào nói là nó không học được. Muốn lấy tú tài ban gì có léo tè thì chỉ có một số cái điểm chính mà thôi, còn những cái còn lại thì phải phải giống nhau chứ làm sao không giống được, phải không? Đó. Thì cái giống nhau như vậy đó thì cũng giống như mình hành ở đây cũng vậy đó, là danh sắc tất cả mọi người đều phải biết, nhưng mà cái điều kiện của danh sắc về sau đó là có người thấy vô thường, có người thấy khổ não, có người thấy vô ngã, chứ không thể nào ta thấy một lần ba đó. Thì cũng giống vậy, thì những cái gì mà cái thành phần chính trong cái môn mà mình học đó thì nó là riêng biệt, nhưng mà có những cái thành phần phụ thuộc thì không phải riêng biệt mà nó phải chung cho cả bằng A, bằng B, bằng C, bằng toán hay là bằng gì đó giống nhau. Thì mình đi từ đầu cũng vậy, ví dụ mình đi từ đầu là mình vô vào mình đi học, mình cứ tính học đời thường cũng vậy gì đâu, vô là tiểu học, trung học đệ nhất cấp, trung học đệ nhị cấp, rồi mới lên học đại học, mà đại học phần đầu cử nhân, đại học phần thứ hai học tới cao học, rồi mới trình được trình luận án tiến sĩ. Tức là cái nếu mà mình thí dụ thì cái chuyện thất giác chi nó giống như mình đang học tới cao học vậy đó. Nghĩa là Đức tiếng Mỹ thì nó gọi là master đó, nhưng mà cái bằng đó mà bên Tây gì nào bên Tây nó gọi là doctor Troisemsik á, được cái đó rồi mới lên doctor đó. Thì mình muốn đi tới mức cuối cùng là phải đi theo chiều đó thôi, chứ làm sao mình nó không giống được, ban đầu thì chiều giống nhau chứ làm sao không giống được đó. Thì nó giống nhau bây giờ như thế nào, ví dụ nghe cái thần ngũ quẩn của chúng tôi cũng giống như cái thần ngũ quẩn của thần Tội vậy đó, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ nào, ở chỗ là những cái tiền nghiệp nãy đó, có thể là con mắt chúng tôi nó sáng hơn chút, có thể là chúng tôi có một số cái điều kiện mà khi mà hành về thiện minh sát nó nhanh hơn của thường độ quán không, thì nó khác nhau là như thế nào, là khác nhau là do cái sự quân tập trong Phật pháp, thì cái tạo ba la mật cũng liên quan tới cái điều đó, còn cả ở ngoài mình quân tập theo cái chiều hướng mà của xã hội đó. Ví dụ xã hội bây giờ mình muốn học văn toán, mình muốn học văn chương hay muốn học cái gì đó là nó quân tập theo một số cái điều kiện của thời trước của mình, chứ không phải khi không mình vô được. Bởi vì không mình vô mình ấy, đó là một trong những cái thất bại mà chúng ta thấy ở bên Mỹ, là nếu gì nào ở Mỹ hay là ở Âu Châu ấy, cha mẹ cứ qua là bắt con là phải học theo ở Việt Nam là một bác sĩ, hai là kỹ sư gì dùm đó, nhưng mà không phải, nó vô đây nó học cái gì ở bên này nó cũng tốt đó, nếu mà nó đầy đủ theo cái điều kiện của nó, chứ mình bắt nó không được. Nhiều khi bắt nó về nó ráng cho nó chịu cha chị mẹ học nhưng rớt hoài vậy thôi, thấy không đó. Thành ra cái giác chi cũng vậy, là mình đi từ đầu. Ví dụ như bây giờ mình đi đầu tiên vô tới niệm xứ niệm đó, là mà đi dài nó lên tới, nó có lực thì gọi là niệm quyền, nó có năng lực gọi niệm lực, nó có năng lực chút nữa là gọi gì, nhưng mà có năng lực mà có thể tận diệt được phiền não thì mới gọi là niệm giác chi, niệm giác chi đó. Nhưng mà nó lên mức cuối cùng nó thì nó là thứ thiệt, là nó dùng cái đó để nó làm cái chuyện của nó, chứ còn không có quán xét những cái mà từ đầu cho tới thất giác chi. Ví dụ từ đầu tới thất giác chi thì mình có thể thấy vô thường, trạng thái vô thường, hay là thấy sự sanh diệt, thấy gì gì đó. Nhưng mà khi mà nó lên tới cái mức cuối cùng của nó chỉ có nhiệm vụ là giúp đỡ nhau để diệt phiền não mà thôi, chứ nó không có làm chuyện gì khác hết á. Làm thầy hiểu về đêm biết tới cái thất giác chi là cái thứ thiệt rồi, chứ còn phải thứ dỗ. Còn mình là thứ dỗ, mình muốn tới đó còn lâu, chắc một hai kiếp tội bé, hoặc một hai tăng kỳ nữa không chừng. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, sa thú Ranh Thai. Con đã thấy Thượng Tọa Quán Thông, sa thú kính tri ân Ngài rồi. Và chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Quán Thông.
Nam Mô Bích Tha Dạ. Dạ, Nhật Bình kính mời bằng tay quý vị, cũng như mời những câu chết chát à. Thanh Hoàng nghe được rồi phải không? Thanh Hoàng có câu hỏi không? Thanh Hoàng có câu hỏi không? Cho Nhật Bình xin mật tín hiệu, Nhật Bình nhường mic. Bích Hà có câu hỏi không? Dạ, đạo tràng vị nào có câu hỏi xin đưa bàn tay lên, hoặc là có những câu chết chát lên thì Nhật Quỳnh xin đọc. Hà ơi, rồi xa thủ bàn tay của Hà nha. Dạ, Nam Mô Bích Hà, dạ, Nam Mô Tham Hà, dạ, Nam Mô Sàng Hà. Dạ, con kính lãnh lễ Ngài Chư Đức, Ngài Lễ Phật, Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào của cô Tôn Nữ và đạo tràng. Dạ thưa Ngài, nãy con có nghe Ngài giảng về một cái vị hành giả khi mà họ thấy được cái tam tướng đó, thì một trong những cái tam tướng đó thì Ngài dạy là chỉ thấy, cái hành giả chỉ cũng có thể chỉ thấy một trong ba cái tam tướng đó. Mà khi họ đã thấy một trong ba tam tướng đó thì có khi nào họ thấy luôn cả hai cái kia không, thì là chỉ nhất thiết là chỉ là một thôi Ngài. Con có thắc mắc như vậy á. Dạ con kính chấp mắt cho Ngài vậy. Nam Mô Bố Thầy Gia Kính Bạch Chư Tổ Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, chúng tôi lập lại cái vấn đề học nên ví dụ cái người đạo đậu tú tài bản B thì cái khả năng của bản A và bản C có hay không, nghĩa là nó không có công việc nhưng mà có hay không, thì vô tố nở cho nó thấy một chỗ, nó ở một chỗ, thành ra khi thấy thì vô cái bản cái tiền duyên của mình thì mình thấy một cái, nhưng mà kể như thấy cả ba, tại vì ba cái nó nằm một chỗ. Nhưng mà tại sao mình gọi là chỉ thấy một cái, là tại mỗi lộ trình tâm nó chỉ có được quyền có một đối tượng mà thôi đó. Nhưng mà tại vì ba cái đó nó nằm cùng một chỗ. Thí dụ như bây giờ đó, cô Hà hỏi đó, về lấy cái miếng vải khoét ba lỗ đi, nhìn vô thấy lần ba lỗ là thấy rõ ràng một lỗ thôi, còn hai cái kia thấy mà hay, cũng thấy nhưng mà có thấy rõ ràng giống nhau không? Thấy không? Ở chỗ thì phải thấy giống nhau thì thấy hết, nhưng mà tại vì cái tiền nghiệp của mình á, mình tu tập như vậy đó, thành ra cái đó là nó đủ năng lực để cho mình thấy nó thấy liền, mình nhìn vô là tới nơi lấy liền, nhưng mà bên cạnh có hai đó. Thành ra nhiều khi mình nói là ví dụ như bây giờ cũng giống như mình có năm cái thành phần đó, sắc thọ tưởng hành thức gì đó. Đó, nhưng mà khi nào mình hành tới chừng mình thấy danh sắc thì mình thấy một chuyện thôi chứ, nhưng mà thấy một kể như là thấy hết, chứ không phải là nói thêm một chuyện là mấy kia mà không thấy không biết luôn, thì vẫn thấy như thường, nhưng mà nó không có cái bằng dùng cái danh từ mình nói khó, tại tâm nó như nhanh đó. Nghĩa là thấy chắc chắn là kể cả ba, nhưng mà thấy rõ ràng nhất chỉ một mà thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Hải, Nam Mô Sa Thế. Dạ, con tri ân Ngài giảng dạy. Dạ, vậy thôi con có thêm câu hỏi. Hồi nãy Ngài nói do mỗi một vị thấy được cái, có thể họ thấy được cái khổ, nhưng mà có thể cái vị kia thấy được cái vô thường hoặc vô ngã, thì do cái sự quân tập của họ từ những kiếp, hay là do cái sự tạo ba la mật của mỗi vị, mỗi khác nhau. Như vậy thì thường thì trong kinh có dạy là khi nào thì cái vị hành giả đó do cái sự tu tập gì, cái nhân duyên gì mà họ thấy cái khổ trước, hoặc là họ thấy cái vô thường trước, hoặc là họ thấy cái vô ngã thưa Ngài. Dạ, con kính trao mất lạnh cho Ngài dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thường thường mình để ý đó, người ta không có giải thích rõ ràng, nhưng mà chỉ thấy một là tại sao? Là tại vì cái niết bàn mà họ thấy đó, ví dụ như từ cái tại thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy giờ tới cái tại thứ 12 đó, thì thường thường thì họ thấy tam tướng, mình nói là thấy tam tướng, thấy một trong ba đó. Nhưng mà khi mà nó khốt trà phu rồi đó, cái niết bàn của cái gì đó là mỗi gì có một tên riêng, chứ không thể nó tên chung được đó.
đó, nghĩa là xuống cho ta hay là cái gì đó, nó có bốn niết bàn, nó có ba loại là vậy đó. Chúng tôi nhiều khi nói tên chúng tôi không có nhớ hết tại vì mình chưa thấy. Thì tại sao mà cái gì đó thấy cái loại niết bàn đó mà không thấy loại khác? Tại vì nó phù hợp với cái điều kiện của danh sách mà họ thấy. Họ thấy sự sanh diệt mà thôi, đối với danh sách thì chỉ thấy sanh diệt thôi. Nhưng mà cái sự sanh diệt của cái người mà thấy cái tới chừng mà thấy tam tướng đó, thì danh sách nó cũng có cái tam tướng đó, nhưng mà thấy rõ ràng một cái trong ba cái đó mà thôi. Thành ra cái tên mà của cái pháp mà sau cùng đó, nó cũng khác nhau là khác nhau vậy. Họ không có gọi ấy, nhưng mà thường thường đó, nó gọi là cái thấy niết bàn cái loại đó, loại đó, loại đó. Tức là nó nói như vậy là nếu mình tra lại từ đầu, tại sao quý vị đó thấy niết bàn loại đó? Tại vì lúc đó ông ta thấy cái sự sanh diệt là vô thường. Còn cái gì mà thấy niết bàn là loại đó, tại vì ông ta thấy sanh diệt là khổ. Chứ đâu phải lúc nào ta thấy nữa ta hát thì đâu có phải dễ đâu. Đó. Thành ra ngay cả cái pháp hành từ dưới lên cao đó, nó cũng có nhiều chuyện khác nhau, chứ không phải là nó không khác. Chuyện mà vô pháp hành, vô mấy cái nơi mà thứ thiệt đó là họ rất là kỹ lưỡng mà họ bắt trình pháp để cho quý vị. Khi quý vị thấy là thấy cái gì, chứ không phải là mình muốn nói, mình muốn thấy gì thấy vô, thấy danh sách thấy này thấy nọ là không có được. Tại vì họ cần biết cái trạng thái của mình là thấy cái gì đó. Bởi vì nó rất là vi tế khi mà vừa vô tới những cái hệ mà về giờ đó, đó là nó rất là vi tế, chứ nó không có ấy đâu. Thường thường thành đặt thường thường quý vị nếu mà quý vị đi vô trong mấy trường thiền đó, thường thường họ không có giảng giải mấy cái vụ đó, cho tới khi nào quý vị trình pháp mà tới cái độ đó rồi đó, thì họ chỉ nói sơ sơ cho quý vị nghe thôi. Chứ còn quý vị thường thường tại là không nói nhiều, tại nói nhiều cái mình bắt đầu mình mình đoán là không có tốt, nên người ta không có nói nhiều đó. Còn mình đọc trong sách là người ta nhiều khi mình thấy người này nói vậy, người kia nói vậy, nhưng thật sự vô trong đường thì không có đâu quý vị. Quý vị đừng bao giờ quý vị nghĩ là phải vậy giống như mình nãy đâu đó. Thành ra họ chỉ nói những cái nào mà nó quý vị thấy trực tiếp bằng mắt cô từ của quý vị, bằng cái trí tuệ của quý vị chứ. Thì lúc đó đó ông thầy sư cũng chỉ giảng cho quý vị hiểu cái điều đó thôi, ông không có nói cái đó là đúng hay là sai hay là thật hay là gì đó. Thành ra thường thường quý vị để mấy người trong đường thiền đi ra đó, mà mạnh người nào nấy nói điếc, nghĩa là giống như là đang ở trong một cái phim về tiểu thuyết vậy đó. Khổ lắm chứ, nó không phải dễ như mình nãy đâu. Thành ra ráng tu tập tới nơi đó rồi sẽ thấy, rồi sẽ tự biết chứ. Còn bây giờ mình hỏi để biết là cái mình nghĩ rằng pháp hành của mình chắc cũng cỡ đó rồi đó, là phiền lắm. Không có nên. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thủ đăng thai, con thấy Xích Hà đã kính tri ân Ngài rồi. Chúng con thành kính đánh lễ tri ân Ngài đã giảng giải câu hỏi của Xích Hà. Dạ. Nhục Bình chờ cái Hà có cầm mít nữa không? Hoặc vị nào cầm mít mà không thấy bàn tay nên Nhục Bình cầm mít. Dạ, Nam Mô Bích Hà dạ. Dạ, Nhục Bình kính chào huynh tu học Phật Pháp. Mới vào vào đạo tràng. Kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu người giao đạo tràng. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh tu học Phật Pháp nha. Từng rồi là Quỳnh vào Nhật Quỳnh thấy đó, nhưng mà có nhiều vị cầm mic nên Nhật Quỳnh sơ ý tới hồi Nhật Quỳnh mời Quỳnh thì Quỳnh chạy mất tiêu rồi. Dạ, Quỳnh tu học Phật Pháp có trước máy không? Alo, Quỳnh tu học Phật Pháp ơi. Tại có trước máy không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, dạ mời rồi, nãy giờ là Nhật Quỳnh cũng hỏi bao công rồi. Bây giờ mời Quỳnh nha. Dạ, để thay đổi không khí. Dạ, xa thưa con thấy bàn tay của thượng tọa. Con thầm con kính nhân quốc đến sư ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý cô quý thiền hữu trí thức tâm đạo tràng. Và cảm ơn thiền vụ cho biết nghe rõ. Và kính bạch ngài, trong cái cuốn tìm hiểu pháp hành thiền tuệ của ngài Hộ Pháp á, thì ngài có đề cập đến cái tính tận niệm định tuệ. Thì ngài ví như một cái chiếc xe, mà cái niệm á, thì nó nằm là chiếc xe, mà còn tín tận với định tuệ á, thì nó như bốn cái bánh xe. Nếu như mà cái tận nó mạnh á, thì nó dễ phóng tâm. Nếu như cái định nó mạnh á, thì nó dễ hôn tâm. Như vậy thì lúc nãy con nghe ngài nói đến cái niệm quyền. Vậy thì khi mà cái định nó mạnh quá thì có phải là khi đó là định nó giữ cái quyền giống như kiểu trong chơi trong domino vậy, thì có con bộ lục nó giữ cái quyền hay không? Và khi mà tu tập nhé, thì có phải cân bằng bốn cái tỉnh tận định và tuệ, thì khi đó nó mới cái chiếc xe nó mới ổn định. Thì như vậy thì trong cái quá trình tu tập thì cái tịnh tận niệm định tuệ này nó nằm bên tự niệm xứ hay là nó cũng còn có liên quan đến cái con đường thất giác chi nó cao hơn cái bậc ngài. Rồi luôn tiện thì con cũng xin hỏi thêm một cái câu thứ hai, đó là khi mà đi hành thiền, đi học hành thiền thì xác định rằng là mình phải giao sinh mạng cho cái vị thiền sư đó, thì cái điều này có phải là nhất thiết phải như vậy không bạch ngài? Dạ con xin dâng bước đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật ra đó thì cái năm cái chi mà mình gọi là ngũ lực ngũ quyền này kia sao mà tùy theo, nhưng mà chúng tôi hồi xưa chúng tôi ở Miến Điện thì có nghe cái vị đó thiết mà kể lại cái điều mà ngài Minh Gun Xe Đo đó, cái ngày mà lần khi mà tiếng tam tạng mở lần cái tam tạng lần thứ nhất, ngày đó là cái người mà điều hành cái đó, ngài Minh Gun Xe Đo, thì ngài đưa bàn tay lên, khi ngài nói tới năm cái chuyện đó, ngài đưa cái bàn tay lên. Ngài đưa cái bàn tay ngài lên, ngài nói là niệm nó giống như con tay giữa vậy, còn bốn cái chi kia thì giống như bốn con tay còn lại. Thành ra cái niệm trong cái khi mình tu tập về thiền tứ niệm xứ đó, thì cái niệm nó bao giờ nó cũng có năng lực hơn những cái khác. Từ lúc khởi đầu nó có năng lực hơn những cái khác, còn mấy cái kia thì nó giống như bốn cái ngón còn lại. Thì tùy theo cái phản ứng của mình đối với cái điều kiện của cái những cái mà đối tượng mình quan sát đó, thì nó vẫn có thay đổi, bởi vì bốn cái ngón còn lại bây giờ nó bằng nhau được đó. Nó chỉ bằng nhau khi nó được lên tới bảy cái chi cuối cùng mà thôi. Tức là tại vì lúc đó nó không có còn lấy gì đó. Quý vị nên nhớ đó, tám cái chi cuối cùng đó, có những cái từ đầu tới đuôi nó không có vô trực tiếp. Tức là ba cái là sẩm ma qua cha, sẩm ma cam man ta, sẩm ma qua gia má đó, nó không có vô. Nhớ chuyện đó, để cho năm thằng kia, năm thằng này làm thôi, có năm thằng này làm thôi. Nhưng mà khi mà bước vô bát thánh đạo là nó đủ cả tám, bởi vì lúc đó là nó không còn làm nhiệm vụ của nó nữa, nghĩa là không có lúc nào lúc đó mà còn nghĩ cái chuyện, không có nói những cái điều mà liên quan tới khẩu liên quan này, nó không có, mà nó chỉ súng nhau để nó giúp cái thằng trí tệ là để diệt phiền não mà thôi, là nhớ vậy mà, nó chỉ làm một việc thôi, là giúp nhau để tận diệt phiền não mà thôi. Đó. Thành ra cái những cái chi đầu tiên đó, nó phải đi tới, nó có đủ năng lực gần gần nhau là khi nào nó tới thất giác chi kìa. Đó. Thì mấy cái chi trong con đường tám nhánh đó, nó mới có năng lực gần với nhau. Bởi vì thế đó là cái căn bản để mình đạt đạo quả được. Chứ lúc đầu thì nó khác nhau rất là xa.
chứ nó không thể gần nhau được. Nhiều cái thứ hai, ví dụ tệ nhất, tệ thứ hai, tệ thứ ba đi, cái niệm nó mạnh nhất nhưng mà nó vẫn làng hoàng thành ra, bởi vì nó làng hoàng người ta tới cái tệ đầu của tệ thứ tư nó vẫn có cái phiền não chen vô được như thường, gọi là quý bạch chân u bạch kỳ lê xạ đó, nó vẫn chen vô được như thường đó. Nhưng bắt đầu sau khi đó rồi đó thì bắt đầu nó mạnh lần lần, thì những cái mà cái bốn cái chi này lần lần nó có năng lực nhưng mà nó không thể ngang nhau được, cho tới cái bức áp chót, tức là vô tới chắc chi rồi nó mới có năng lực ngang nhau, nó chuẩn bị cho cái việc mà tiêu diệt phiền não đó. Chứ không phải để làm gì ra, không phải để quán cái này quán cái nọ hay là để ngăn ngừa phiền não phát sanh gì cũng không có. Cái đó mấy tệ đầu, chứ tới bắt đầu cái tệ thứ 12 là hết mấy chuyện đó, mà chỉ lo làm thế nào để chuẩn bị nhận cái, chuẩn bị đi diệt phiền não để nhận được cái đối tượng theo cái khả năng của mình mà thôi, tức là đối tượng là Niết Bàn thôi, không có gì đó. Còn cái câu hỏi thứ hai xin lặp lại đi, nói hỏi quên rồi. Nam mô thầy già già rồi, nam mô thầy già. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô quý thiền hữu trí thức trong đạo tràng. Dạ bạch ngài, cái câu hỏi thứ hai đó là khi mà đi hành thiền thì có phải là mình phải cần phải giao sinh mạng của mình cho cái vị thiền sư đó hay không, hay là cũng không cần thiết lắm? Dạ con xin dẫn bạch đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Dạ, kính bạch Chư Tôn Thầy Dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự là có một số trường thiền nó là còn có một số khác thì họ không có làm, họ không làm đó. Nhưng mà theo chúng tôi hiểu đó, thì cái chuyện mà giao cái đó đó cũng giống như là mình nguyện với cái vị thiền sư đó, là mình sẽ hành những cái điều mình học hỏi trong cái trường thiền này cho tới khi mà chấm dứt hơi thở mà thôi. Tức là giống như giao mạng như ngày đó, không phải nơi đây kia. Nhưng mà thường thường quý vị nên nhớ mình là phạm nhân xa lắc xa lơ, ít khi nào mà ấy giống có cái vị mà quý vị coi trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn đó, cái vị mà chúng tôi nhớ tên gì đó, khi mà nghe Đức Phật nói là ngày sắp bị Niết Bàn đó, là ngày đó lẻn vô rình về, trong khi mấy người kia ngồi buồn khóc này kêu chồng, rồi mới có cái gì, mấy vị mới thấy có cái gì đó vậy, mới vô mét Đức Phật, Phật mới kêu ra là hỏi đó. Thì ngài mới nói không, tại vì con muốn đắc được đạo quả trước khi ngài và đi Niết Bàn đó. Đức Phật rất là khen ngợi là vậy. Thì cái này cũng vậy, nghĩa là con, nghĩa là làm sao thế nào là con phải ở đây tới cái thở cuối cùng để đắc được những cái nào mà thầy đã dạy con, ngài thị sư đã dạy con. Cái nghĩa là chỉ là như vậy thôi. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Dạ Nam mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, con kính đảnh lễ Ân Đức Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Ân Đức Chư Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ân Đức Sư, con kính đảnh lễ quý sư với cô tu nữ, và xin kính chào quý đạo hữu đang hiện diện trong đầu chào. Dạ thưa sư, dạ hôm nay con cũng có ba câu để con kính xin sư giảng dạy cho con. Dạ hồi nãy con có nghe sư nói về cái phải học cái tâm, các cái tâm mà tâm sở mà liên quan tới tới niệm xứ đó thưa sư. Nãy con mới vừa nghe sư nói đó, thì cái con muốn sư giảng cho con cái tâm liên quan đến tới niệm xứ đó, các cái tâm đó là có phải là 13 cái tâm sở hữu tội tha không vậy thưa sư? Cũng như là 7 cái tâm sở hữu biến hành, nó là 7 cái tâm đó nó liên quan đến tới niệm xứ phải không thưa sư? Còn sát tâm mà sở hữu biệt cảnh này là có liên quan tới tứ niệm xứ không, hay là liên quan tới tứ chánh cần thưa sư? Sư giảng cho con thêm cái chỗ
cái này hồi nãy con mới vừa nghe sư nói đó. Dạ con xin dâng mít lại cho sư. Nam mô Bố Thầy và kính bạch chư tôn này. Dạ kính thưa chư vị, đa số là nó liên quan nhưng mà nó không quan trọng. Cái quan trọng cái nó là cái yếu tố chính trong cái đó. Quý vị viết tên 37 cái tên đó, ví dụ tứ hình xứ tứ chính cần là gì, rồi quý vị viết 37 cái đó, rồi quý vị tìm xem nó có bao nhiêu cái tâm sở nha. Ví dụ như là niệm, ví dụ như thì là tâm sở niệm. Rồi mấy cái mà là trong cái khác thì có nào, cái nào trùng thì không tính, cái nào không trùng thì tính, là liệt kê ra coi nó có bao nhiêu cái chuyện, thì mình biết những cái tâm sở là những cái tâm sở quan trọng. Còn có những cái tâm sở khác nó phải đi theo cái chiều của nó chứ. Thí dụ cái tâm thiện mà khi nó phát sanh nó phải có tối thiểu là 33 tâm sở đi theo nó, thì chắc chắn là 33 cái, nhưng mà nó đi theo vào là cái do cái thực tánh của nó là như vậy, mà nó theo để nó đóng góp được cái gì đó, thì quý vị phải coi trong 37 cái phẩm trợ đạo đó, cái phẩm đó cái viết tên là 37 loại vậy đó. Là thì mỗi cái nó có cái chi pháp, thì coi cái chi pháp nó là gì. Chứ còn quý vị hỏi vậy là sao biết được đâu được mãi. Nó có hết chứ sao không có, nhưng mà nó đâu quan trọng. Ví dụ giờ nói về hiểu đi, trong lớp học còn là có 38 cái tâm sở, nhưng mà khi đậu đó, đậu được bao nhiêu, mười mấy thôi, chứ làm sao đậu hết được ha? Thì mười mấy cái đó là nó có chân, nó trong cái chân của nó là chi pháp của cái 37 phẩm trợ đạo đó, thì mình mới tính. Còn có những cái khác nó có mà nó không có rõ ràng thì mình ghi nhận vậy thôi, chứ mình không nên để ý tới nó nhiều. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ dạ con hiểu rồi ạ. À, con xin làm liền ạ. À, thưa sư, dạ con xin hỏi câu hỏi thứ hai nữa là con cũng nghe sư nói về tám cái tâm thiện á, thưa sư. À, thưa sư nhắc hoài tám cái tâm thiện đó mà con không hiểu là cái tám tâm thiện đó, ý sư muốn nói là tám tâm thiện nằm trong cái nhóm cái nhóm 30 tâm vô nhân hay là 24 tâm tịnh hảo vậy, thưa sư. Dạ, sư chỉ cho con chỗ này nữa ạ. Dạ con xin nhân mít lại cho sư. Nam mô Bố Thầy gia kính bạch chư tôn này. Dạ kính thưa chư quý vị, hỏi gì chúng tôi không có nắm vững được, hỏi nó nằm trong cái nào, thật sự trong cái não của mình. Nhiều nhất á, mình nói nhiều nhất á, là 12 cái bất thiện với 8 tâm đại thiện. Nhưng mà trong 8 tâm đại thiện á, nó phát sanh vô mình hàng ngày đó, chỉ khoảng 4 tâm và 4 tâm ly trí thôi. Chứ không phải là mà nghe nói 8 tâm đại thiện là mình tưởng mình có hết, không phải đâu. Đó. Khi nào quý vị làm những cái việc mà nó phải cần cái năng lực của tâm á, thì mấy cái đó nó mới có khả năng nó chung vô. Chứ thường thường của mình á, là 4 tâm đại thiện ly trí hết á. Đó. Mấy cái đó là quý vị phải học cho ấy rồi mới ấy là được. Chứ còn cái đó là nó là thực tính pháp mà quý vị không hiểu hết là quý vị khó mà hạ thủ công phu trong những cái pháp hành hay là những cái điều kiện khác lắm. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ con xin kính tri ân sư. Dạ à, con hỏi câu hỏi cuối cùng. À, câu hỏi này nó không có liên quan tới bài học của sư. Dạ yeah. Con muốn hỏi sư là như là khi con muốn thắc mắc gì đó, con muốn gặp sư, con muốn hỏi sư liền thì làm sao con hỏi được thưa sư? Cái chờ tới chủ nhật cái khi chờ tới chủ nhật cái con lỡ như không có được cái chủ nhật thì sao thưa sư? Dạ yeah. Con muốn hỏi liền cái những cái con thắc mắc á thì con làm sao con hỏi sư được ạ? À? Dạ thưa sư cho con xin sư cho con mà cái chỗ này đi thưa sư, là con phải hỏi sư bằng cách nào để gặp được sư để hỏi á thưa sư. Dạ con xin dâng hết lại cho sư. Dạ con xin tri ân sư rất là nhiều ạ. À.
Nam mô Bố Thầy gia kính bạch chư tông. Dạ, kính thưa chư quý vị, quý vị ở gần chùa nào để bỏ là cái chùa đó hỏi chứ làm sao phải hỏi bộ của mình chúng tôi là để quý vị hỏi hay sao đó. Rung của ngài, ngài Thế Đức mở ngày nào cũng mở, thì trong những rung của ngài thì thường ngoài trừ ngài thì còn có một số cái vị khác vô đó, thì mình vô cái mình chat lên mình xin hỏi cái câu đó. Chứ còn đấy, vấn đề là ở đây đó là chúng tôi nói là theo cái điều kiện mà mình ở các nước theo trường Phật giáo đó, thì thường nó có nhiều chùa. Chứ còn ở đây mà quý vị ở Mỹ này, mà quý vị có những cái tiểu bang mà quý vị ở khỉ ho cò gái thì chắc chắn là muốn tiền chùa cũng có, thì mình chỉ nhờ vào internet mà thôi. Mà nhờ internet thì phải lựa những cái giờ mà cũng đâu có, thí dụ mỗi ngày nó rung mở rồi sáng sớm nhất là có một là kế đó cái rung liệu pháp, là tới 1-2 giờ chiều mới thêm được cái rung này, thấy không? Thì nó đâu có nhiều đâu, thì đó. Nhưng mà có những cái rung thì họ không cho quý vị hỏi, thành ra quý vị vô những cái rung nào mà hỏi được thì quý vị bất cứ gì nào quý vị cũng hỏi được, chứ sao làm đâu phải là chờ tới gặp chúng tôi, phải không? Bởi vì chư tăng là nghĩa là phải học Phật pháp để chuẩn bị cho cần sinh năng phần nữ tới để móc túi, chứ còn nếu không thì bộ mặc y vô để lâu lâu đi trình diễn thôi sao, phải không? Bất cứ chỗ nào quý vị cứ hỏi, không có được nhiều thì cũng được ít, gặp mấy ông sư thì cứ móc túi rồi từ tính sao. Chứ còn nếu mà muốn gặp chúng tôi thì chỉ có ngày thứ bảy ngày này thôi, mà với điều mà chúng tôi không có hứa được, tại vì chúng tôi nói với quý vị nhiều lần rồi, sau cái búng tay này đó chưa chắc chúng tôi có ngày nay hoặc ngày mai, mà rồi nhìn cái kiếp sau cũng chừng, thì quý vị có muốn gặp cũng khó lắm ha. Thành ra gặp bất cứ vị sư nào cũng nên hỏi để mình tìm cho mình một số cái tài sản mà tất cả các khả năng giúp cho quý vị cả. Nam mô Bố Thầy ạ. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã giảng dạy câu hỏi của Sích Hành Kiểm. Dạ, cảm ơn Hành Kiểm đã hỏi. Dạ, cảm ơn chị Mách Ta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con thấy Hành Kiểm tri ân ngài. Nam mô Bố Thầy. Dạ. Dạ, bây giờ một lần nữa Nhật Bình kính mời bàn tay của Huynh tu học Phật pháp. Bàn tay Huynh đâu rồi Huynh? Alo. Dạ. Ủa, con Hà nữa hả? Wow. Mời Hà nghe. Dạ, Nam mô Bích Thầy, dạ, Nam mô Thầm Mài, dạ, Nam mô Sàng Thầy, dạ. Dạ, con kính lễ ngài Trí Đức, Chư Tân Đức, Tăng Như, con kính lễ ngài Liễu Tông, và con kính Thầy Đạo Trần. Dạ, từ ngày con thấy cô Kiểm có lên hỏi cái câu về những cái tâm thiện dục giới, thì ngài nói là ít khi nào mình có thể sanh khởi bốn cái tâm thiện dục giới mà hợp trí. Mà con nhớ hình như tuần trước con cũng hỏi về cái câu này, thì ngài nói con học đi thì con có ngâm cuốn, thì con thấy cái này là cái sự học của con trong tuần trước, mà con biết là con đã có đầy đủ chưa, cái hiểu nó đã đầy đủ chưa, thì con lên đây con trình bày, thì nếu mà có thiếu sót gì thì con xin ngài giảng dạy. Thì nếu mà con thấy trong cái 10 thập thiện nghiệp á, thì đó là nó có thể cho mình có những cái tâm thiện dục giới, 8 cái tâm thiện dục giới sanh khởi khi mình làm 10 thập nghiệp qua thân, khẩu và ý. Thì và cái tâm sở tác ý, tâm sở tư là nghiệp. Nếu như có những cái 10 tâm thiện, cái thiện nghiệp này á, qua cái thân khẩu ý, thì mình có thể có 8 tâm thiện dục giới. Rồi khi mà làm á, thì với cái tâm tư, có nghĩa tư tiền, tư hiện và tư hậu, cộng với lại cái trí tuệ, thì mới may ra thì mình mới có 4 cái tâm thiện dục giới hợp trí. Vậy thì con
con không biết, cái đó là cái mà con học thì con không biết là có đúng không. Nếu mà con có cái gì mà chưa đầy đủ thì con xin ngài có thể giảng dạy con, cho con rõ thêm ạ. Nhờ con kính trân biết lời ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tổ, dạ kính thưa chư quý vị. Chúng tôi nói nhiều lần đó là trong cái 10 phương pháp tạo phước đó, cái thứ 10 là nó giúp đỡ cho những cái kia, mà cái đó là quý vị phải làm thế nào để nó có năng lực, thì mai ra chính cái còn lại khi quý vị làm mai ra. Quý vị đừng có tưởng quý vị đi vô trường thiền, quý vị hành thiền hay là vô chùa nghe pháp là cái tâm quý vị lúc đó là tâm đại thiện học trí. Không có gì bảo đảm tâm đại thiện học trí đó. À. Bởi vì bởi vì thưa quý vị đó, chúng ta vào ở trong cái thời buổi này, hai cái hạng mà trong bốn hạng người, hạng thứ nhất Úc Cái Thị Tinh Nhu, hạng thứ hai là Quý Vị Nhu, chúng ta không có nằm trong cái hạng đó. Quý vị nên nhớ cái hạng thứ nhất, hạng thứ nhì đó chỉ nằm vào khoảng thời 1000 năm đầu tiên của giáo pháp, bởi vì người ta nghe người ta có thể ta đắc đạo quả được. Còn bây giờ mình nghe xong thuộc lòng, học giảng đi giảng lại vẫn không biết gì cả. À, thật ra quý vị nên nhớ trong 10 phương pháp tạo phước, thường thường mình làm cái gì đó mình không có có đủ khả năng để cho cái tâm thiện học trí nó nhờ đâu. Ví dụ như mình tới chùa mình mình quét rác, nếu mà phục vụ chùa đó, quý vị quét rác với tâm đại thiện học trí à, thấy không? Hay cái bố thí đó, bố thí có bao nhiêu chuyện, nó có bao nhiêu chi, quý vị có hiểu rõ chưa? Mà quý vị không hiểu rõ cái gì thì quý vị làm chắc gì tâm tự học trí nó phát sinh, nó ngay cả trì giới cũng vậy, chưa chắc là quý vị đã hiểu rõ những năm cái giới mà quý vị sinh thọ đó, chưa chắc quý vị hiểu rõ có bao nhiêu chi, khi nào có thể bị đứt, có khi nào không đứt mà bị bộ biết cái bị gì. Mình phải học hết những cái đó, sau này mình làm đôi khi nó có tâm, cái tâm học trí nó chen vô được. Chứ còn thường thường mình làm theo cái thói quen, mà khi mà làm theo thói quen rồi đó khó lắm. Ngay cả như vậy hành thiền đi đó. Quý vị có nắm chắc được thực tinh pháp mà nó là đối tượng của tâm của quý vị không? Đó, hành thiền là một trong 10 phương pháp tạo phước, không có gì bảo đảm hết đó. Mà khi không có gì bảo đảm thì chắc chắn là không thể dùng cái tâm thiện đại thiện hợp lý để nó giúp mình cả, đó. Chứ đâu có dễ đâu. Ví dụ như bây giờ đó, đa số đi qua Miến Điện hay là qua Thái, đi vô vào những cái trường thiền, rồi họ giải phòng xếp. Quý vị biết quý vị đang quan sát gì không? Gọi là tâm đại thiện học trí. Phải không? Đó. Khi quý vị bước đi, quý vị quan sát cái gì? Mà quý vị gọi là quý vị có tâm đại thiện học trí được. Thành ra cái gì cũng phải học cho tới nơi tới chốn, để khi mình làm cho nó đúng thì lúc đó cái tâm đại thiện hợp trí nó mới giúp được quý vị nha, nó phải vô nó giúp. Còn nếu quý vị làm mà làm theo cái thói quen, thói bình thường, ví dụ như ông thiền sư biểu niệm thì cứ niệm. Thực sự ra ông sư ông biểu niệm là để giúp cho mình tập niệm mà thôi, chứ không phải là tập thiền để nhớ gì nữa. Rồi khi nào mình quan sát tới cái mức mà mình có thể mình nhìn vào cái vật đó, mình biết thực tính pháp nó là gì, lúc đó mới là tâm thiện hợp trí nó có thể phát sanh được. Chứ còn nếu không, khó lắm quý vị. Nếu mà dễ thì quý vị đâu vô đây làm chi, quý vị vô rừng, quý vị ngồi thoải mái rồi. Chứ đâu vô rung này làm chi, phải không? Chỉ có suy nghĩ để biết liền. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Dạ, sa thú đành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông từ bi giảng dạy câu hỏi của Xích Hà. Hà ơi, còn câu hỏi không? Dạ, mến chào Xích Thượng Mẫn Thị Giao Đạo Tràng. Dạ, thật rồi. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Đạo Tràng. Dạ, mời bàn tay quý vị. Mẹ Nhật Quỳnh coi, Quỳnh tu học Phật Pháp còn trong Đạo Tràng không? Hà đã đi ra mất tiêu rồi. Nhà Quỳnh tu học Phật Pháp còn trong Đạo Tràng không Quỳnh? Sao Nhật? À, còn đây. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh tu học Phật Pháp. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. À, Quỳnh tu học Phật Pháp, cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ, bây giờ thì mời bàn tay của Quỳnh nha. Dạ, thay đổi không khí chút đi Quỳnh. Dạ, kính mời Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Con kính đảnh sư Liễu Tông, kính đảnh lễ chư sư Trí Đức, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, quý cô tu nữ và mến chào quý đạo hữu. Dạ, con xin cảm ơn sư Quán Thông cho biết. Dạ, thưa sư, nhân cái việc mà hồi nãy có người đề cập tới những cái kiểu niết bàn này kia đó thưa sư, thì con nhớ một cái đoạn kinh như vậy thưa sư, là trong cái đoạn kinh nói rằng là chính là trong cái thân thể mà dài một tầm có tưởng có ý này đó, thì Đức Thế Tôn tuyên bố rằng là có cái thế giới, nguyên nhân của thế giới, sự đoạn diệt thế giới và cái con đường đưa đến cái sự đoạn diệt thế giới. Thì ở đây rõ ràng là cái ý của tứ đế. Và thế giới, khổ đế, nguyên nhân của thế giới, tộc đế, sự đoạn diệt của thế giới là diệt đế. Và cái con đường dẫn đến sự đoạn diệt thế giới đó là đạo đế. Như vậy thì nhưng mà rõ ràng là trong cái thân này á, là chỉ toàn là cái pháp hữu vi thôi. Chỉ toàn là cái pháp hữu vi thôi. Nhưng mà sự đoạn diệt thế giới là pháp vô vi. Như vậy thì mình sẽ giải thích như thế nào? Như vậy có phải chăng rằng á, có người họ dựa vào những cái câu dạy như vậy đó, thì họ nói rằng là cái pháp vô vi á, nó không thể nằm ngoài cái pháp hữu vi. À, như vậy thì cái quan điểm này chúng ta nên hiểu nó như thế nào? Và con kính gửi mic là xin sư chia sẻ, xin sư chỉ dạy thêm ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Vì quý vị nên nhớ đó, nhưng cái chữ thế giới ở đây đó, chữ lô cà này đó, lô cà nó có bốn nghĩa rồi, nhưng mà đây Đức Phật nói chỉ có một chuyện, tức là khảnh thá lô cà, tức thế giới khư ngũ quẩn. Thì ngũ quẩn đó, trong ngũ quẩn này có đầy đủ các pháp hữu vi, và mình tu tập, mình dựa vào ngũ quẩn này để mình dẫn tới cái sự đoạn diệt, chứ không phải là đã đoạn diệt. Nên nhớ vậy đó, nó chỉ có con đường dẫn tới sự đoạn diệt mà thôi, tức là lúc đó là đắc tứ thánh quả, con đường dẫn tới sự đoạn diệt. Còn cái thế giới này khi nó đoạn diệt, cái ngũ quẩn này nó đoạn diệt lúc nào? Cái lúc đó là parinibbana, tức là tắt thở rồi. Đấy được. Nguyên nhân của thế giới, sự đoạn diệt thế giới và con đường dẫn đến sự đoạn diệt đó mà thôi. Đó. Thấy không? Chứ đâu phải là nó nói là trong thế thân này là đoạn diệt luôn đâu. Đoạn diệt lúc đó là bà Rí Nếp Bà Ná, tức là nó cái nói cái tâm niệm đúng, bởi vì lúc đó là Bậc La Hán là cái gì gọi là Bà Rí Nếp Bà Ná. Không biết cái chỗ đó nó gọi là cái gì đó, mình gọi đại bán niết bàn, không biết cái đó đâu phải là tâm nữa. Nha? Nó chấm dứt chỗ đó mà, thì nó chấm dứt là nó là, nhưng mà khi mình dùng cái phương tiện để mình quan sát này kia đó, nó chỉ là con đường dẫn đến sự đoạn diệt mà thôi, chứ nó không phải là sự đoạn diệt. Nó nhớ vậy đó. Nha? Thành ra chữ thế giới đây là gọi là cảnh thá lô cạ. Trong thảnh thá lô cả nó có đầy đủ những sanh danh sắc nào này kia không rồi.
Đó. Thành ra khi mà ta tuyên bố thế giới, tức là cảnh ta lâu cả nguyên nhân của sự của thế giới, tức là tâm trở tham. Đó. Và cái sự đoạn diệt của thế giới, tức là cái pháp mà mình đang hành, và con đường dẫn tới sự đoạn diệt trên thế giới đó, đó là nó chỉ dẫn tới mà thôi, tức là bát thánh đạo, tức là nó chỉ dẫn tới cái đó, chứ là bát thánh đạo nó đâu có diệt được cái thân này đâu, chỉ diệt phiền não mà thôi. Thành ra Đức Phật nói tới tứ thánh đế mà dựa vào cái thân ngũ uẩn này, chứ ngài không có nói tới cái pháp siêu tế cả. Thành ra có những cái đoạn văn mà mình đọc nhiều khi đó, dựa vào nếu mình cái dịch nó thành ra nhiều khi mình không có hiểu rõ để mình nắm được thực tính pháp. Thành ra có rất nhiều cái ấy, thành ra chúng tôi từng nói trong lúc này, cái gì mà liên quan tới siêu thế miễn bàn đi, mình không có khả năng, mà không có khả năng mà bàn rồi đó là mình đưa tới cái sự hiểu lầm của người khác, rất là nguy hiểm. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con kính tri ân sư ạ. Thì sư vừa mới đề cập lại về cái vấn đề là cái thế giới này nó là cái ngũ uẩn. À, thế giới này là chữ thế giới ở trong cái đoạn kinh này là ám chỉ về cái ngũ uẩn. Thì con cũng xin trình bày một cái đoạn kinh khác là như vậy thưa sư. Có một cái đoạn kinh cũng nói liên quan tới cái ngũ uẩn này là nếu mà không có liễu tri được ngũ uẩn ấy, thì không thể đoạn tận được cái khổ đau. Do vậy là bậc cần phải liễu tri năm uẩn. Và trong cái kinh này cũng dạy là sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si được gọi là cái sự liễu tri. Mà con nhớ là có một cái đoạn kinh khác mà khi nói cũng nói về cái vấn đề về Niết Bàn, về diệt đế đó, thì cũng trình bày rằng gì? Chính cái sự đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si này á, là Niết Bàn. Như vậy thì sự liễu tri năm uẩn này á, là nó có đồng nghĩa với lại cái sự chứng ngộ Niết Bàn. Như vậy liễu tri đây là mình phải hiểu như thế nào thưa sư? Và cái chữ liễu tri là con muốn xin sư là giảng giải rõ về nghĩa của cái chữ liễu tri năm uẩn nghĩa là như thế nào. Dạ, con kính gửi mít cho sư ạ. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Này Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra chữ liễu tri đây chỉ tầm sở trí tuệ ở, nằm trong cái nếu mình nói nằm trong bát thánh đạo thì nó hơi quá xa rồi. Nghĩa là trong cái nghĩa là trong tám cái chi của bát thánh đạo đó, nhưng mà nó đi từ cái ngũ quyền tới thất giác chi, ngũ quyền thất giác chi đó. Bởi vì nó ở đây chỉ nói là cái sự liễu tri năm uẩn để đưa tới cái sự đoạn tận tham, đoạn tận sân đó. Thành ra những cái đó là mình liễu tri năm uẩn là bắt đầu từ tuệ, nếu mà tính theo 10 cái tuệ minh sát đó, tức là từ cái tuệ mà thứ tư mà cho tới cái tệ thứ 12 mà thôi. Đó, tệ thứ 12. Thành ra năm cái tệ đó là cái người mà thấy hiểu rõ ràng cái ngũ uẩn này thì được gọi là liễu tri ngũ uẩn. Chứ còn mà nó qua cái tệ thứ 12 bắt đầu là nó tới cái tệ khốt trà phu rồi đó, thì nó thuộc về siêu thế rồi. Mà siêu thế đó thì lúc đó là cái pháp vô vi nó nhào vô, tức là Niết Bàn nó nhào vô rồi. Thành ra nó không còn gọi là liễu trì chỗ đó được nữa. Ta liễu trì chỉ là nghĩa là tới cái mức cuối cùng trước khi nó bước vào cái lậu siêu thế. Đó, lậu siêu thế. Thành ra mà muốn đoạn tận khổ đau thì cần phải liễu trì những cái gì mà mình đang có đây nè, trong năm quẩn này thôi. Đó. Mà khi mà mình hiểu được năm quẩn nó là cái gì đó, thật sự là mình nói năm quẩn là nói theo kinh điển và ngài dạy là tùy theo cái người nghe, nhưng mà mình nói là cái danh sách này nè cái danh sách này là nó là quẩn đó. Mà trong danh sách này đó mình hiểu nó để làm gì, để diệt tham, diệt sân, diệt si, thực là ba cái nhân chánh trong cái sự lèo lái của
cái danh sắc này đi từ nơi này sang nơi nọ, đi lên đi xuống trong bao nhiêu a tăng kỳ kiếp mà vẫn phải lên xuống qua lại vậy thôi. Tại vì mình không liễu tri được nó, mà khi liễu tri được nó thì mới có khả năng tận tham, đoạn diệt tham, đoạn diệt sân, đoạn diệt si, thì lúc đó mới có cơ hội để đi ra mà thôi. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con cũng tiếp tục ở trong cái câu này á thưa sư. Thì năm quẩn á, nó là, con xin hỏi như vậy có phải hay không? Thế là năm quẩn á, nó là khổ đế. Như vậy trong cái câu này như vậy là đã gián tiếp dạy rằng là anh muốn đoạn tận được khổ đau thì bắt buộc anh phải liễu tri khổ đau. Tại vì năm quẩn là khổ đế. Như vậy muốn đoạn tận được khổ đế là phải liễu tri được khổ đế. Yeah. Nhưng mà như vậy thì cái vấn đề mà mình liễu tri khổ đế lúc này thì mình nên hiểu như thế nào thưa sư? Thì con không biết rằng là cái cách mà con hiểu cái chữ mà năm quẩn trong cái câu này mình có thể hiểu khổ đế, và từ đó mình hiểu rằng là chỉ có một cái con đường duy nhất để mà đoạn tận khổ là phải liễu tri khổ, nhưng mà như thế nào nó là cái sự liễu tri khổ. Dạ con gửi mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa cho quý vị, trong năm quẩn này nó có tới ba chuyện để mình nói, chứ không phải là một chuyện. Nó vừa là khổ mà nó vừa là việc nhân, cái nhân nữa là cái khổ đế thứ nhất. Thứ hai tham là cái gì, tứ đế, trong tứ đế là cái đế liên quan nước vàng mình không có tính. Thì năm quẩn nó chỉ liên quan tới ta ba cái chứ không phải là một cái, là nhớ gì đó ba cái, bởi vì trong đó là mình tính là tính tham từ ngoài trừ cái tham ra thì nó là khổ đế, nhưng mà tham thì nó là tập đế. Nhưng mà mấy cái tâm mà trong cái mấy cái tâm sở mà nó nằm ở trong khổ đế đó thì nó là con đường đi đến ấy. Thành ra trong cái này là nó nghĩa là cái năm quẩn này nó có tới ba đế chứ không phải là một đế. Nó có tới ba đế. Thành ra mình khi mình liễu tri được ba đế tức là mình đã tới một cái nơi tận cùng của nó rồi. Phải không? Phải liễu tri tới ba đế rồi chứ. Ba đế còn cái đế thứ tư là pháp vô vi thì mình miễn bàn ở đây. Đây chỉ là liên quan tới năm quẩn mà thôi. Năm quẩn là nó có ba đế tất cả. Mà khi mình hiểu được ba cái đế như vậy thì chắc chắn là ở đây nó giải thích thì là đoạn là cần liễu tri năm cái quẩn này mới đoạn tận được tham, được tận sân, được tận si là gì, tức là đoạn tận tất cả những cái gì mà nó theo nó hộ trì cái thằng tập đế đó. Tham thì nó là tập đế rồi, nhưng mà sân si rồi này kia rồi là nó là đồng cái thằng tham. Nó hiểu, nó trắng là hiểu nhiều lắm, chứ mình nói tóm quẩn, mình nói mình liễu tri năm quẩn chứ thật sự nó rất hàng ngàn chuyện trong đó chứ đâu phải ấy đâu. Quỳnh cứ nghĩ đi đó. Nội cái hành quẩn không, mình đã bá thở rồi chứ nó có cái ngàn chuyện trong này đó, phải chia ra rồi mình dựa theo một số chuyện của nó ra mình mới chia ra được, chứ con đâu phải dễ đâu đó. Năm quẩn này đó là nếu mà không có tính cái gì, năm quẩn này là nó là ba đế. Còn niết bàn thì nó là diệt đế, tức là đầy đủ bốn. Thì nó liễu tri năm quẩn là liễu tri tới ba đế rồi, chứ đâu phải là ít đâu. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con kính tri ân sư. Dạ con nhớ, con không nhớ chính xác thôi sư, là có một cái đoạn kinh đó, thì có dạy rằng á, cái vấn có liên quan đến cái vấn đề về liễu tri, về thắng tri năm quẩn á, là cái gì, là mình phải thắng tri được á, là năm quẩn là cái gì, rồi cái nguyên nhân tức là cái tập khởi của năm quẩn, rồi cái sự đoạn diệt của năm quẩn,
rồi cái con đường dẫn đến sự đoạn diệt năm uẩn, rồi cái vị ngọt của năm uẩn, cái mặt nguy hại của năm uẩn và cái sự xuất ly khỏi năm uẩn, thì như vậy thì được gọi là cái sự liễu tri năm uẩn. Thì con không nhớ rằng chính xác cái đoạn kinh đó nó có liên quan đến cái vấn đề liễu tri đề cập trong cái đoạn kinh này hay không, thưa sư. Dạ, tức là trong cái đoạn kinh nói đó, mà để mà gọi là thấu hiểu rõ về năm uẩn, thì ngoài cái việc mình hiểu là năm uẩn là gì, nguyên nhân tập khởi của năm uẩn, thì còn phải hiểu là cái vị ngọt của năm uẩn, cái sự nguy hại của năm uẩn và cái mặt xuất ly của năm uẩn như thế nào. Thì có cái đoạn kinh đó nó có liên quan đến cái vấn đề về liễu tri, về hiểu rõ về cái năm uẩn hay không, thưa sư. Con gửi mic để cho sư chỉ dạy thêm về cái vấn đề này. Nam mô Bố Thầy Giá, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra nó có nhiều cái để liên quan tới vấn đề này lắm chứ không phải. Bởi vì nên nhớ là Đức Phật khi mà thuyết là Ngài thuyết đối diện với cái người mà nghe được Ngài thuyết. Ở trong cái phương diện nào thì Ngài chỉ thuyết phương diện đó mà thôi. Nhiều khi đối với người đó, Ngài chỉ thuyết có một đế mà thôi, họ vẫn được gọi là liễu tri tất cả. Chứ không phải là giống như mình phải học hết là tại vì mình thuộc lời giọng. Ví dụ như lọt vào giọng trí của Ngài, Ngài chỉ nói câu ngắn mà liên quan tới cái gì mà người đó trong bao nhiêu A Tăng Kỳ tu tập, cái đó chưa tới, thì bây giờ Ngài nói đó, người ta hiểu liền. Đó, chứ không phải là cái đoạn này giống cái đoạn kia, không. Mình nói giống là không được. Bởi vì cái đoạn này đó Ngài di thuyết cho người này, nhưng mà đoạn kia Ngài thuyết cho người khác. Thì nó có dính dấp tới nhau một số chuyện rất nhỏ thôi, chứ nó không có nhiều. Nó nhớ chuyện đó, bởi vì kinh điển Đức Phật đó là Ngài thuyết cho người, cho cái người mà đối diện với Ngài ở trong cái điều kiện gì đó. Chứ Ngài đâu có thuyết cho chúng ta, chúng tôi nói rồi nhiều lần rồi, Ngài thuyết 84.000 bài pháp này là dành cho cái những người là thuộc rồi, có thể Tân Nhu và quyết bà chị Tân Nhu, chứ không có thuyết cho mình. Đó. Thành ra bây giờ mình học mình cần phải chú giải, cần phải chỗ này chỗ nọ, rất nhiều chuyện là vậy. Bởi vì Ngài đâu có thiết cho mình đâu. Nên. Ngày xưa lúc đó không biết mình ở đâu, thì em là sẽ nằm trùng dế đồ này kia, ông sùng ở dưới chân Ngài, nhưng mình không lọt vào ổng trí Ngài, Ngài đâu có thiết cho mình nghe chi. Đó. Thành ra có thể có những đoạn nó giống nhau một ít, có những đoạn nó giống nhau nhiều hơn, hoặc có những đoạn là nó khác nhau, là tùy theo cái nguồn gốc của cái bài kinh đó Ngài thuyết cho ai. Đó. Thì thường thường đó, trong chú giải thì nhiều khi lục ra thì có thấy, nhưng mà còn thường thường đó, mình đọc vô tạng kinh thẳng thường vậy đó, là 84.000 bài pháp, nhiều khi mình không có hiểu được cái điều kiện của bài kinh như thế. Tại vì Ngài gặp ai, Ngài thuyết rất ngắn, có người dài hơn chút, có người ngắn. Thành ra có những cái đoạn mình thấy nó giống nhau, ít có đoạn khác nó lại khác nhau hoặc nó chỏi nhau, nhưng mà cũng nói tới một cái điều kiện đó, là tại vì cái người nghe họ ở trong cái điều kiện đó thì nó nghe mới thuyết như vậy. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Bố Thầy Giá, con kính tri ân sư. Và tôi xin nhắc lại là các cái đạo hữu có những cái câu hỏi thì xin mời cái việc chat lên, là tôi chỉ hỏi là trong những cái lúc mà không có ai nêu câu hỏi thôi. Thì các anh chị đạo hữu có những cái câu hỏi vấn đề gì cứ việc chat lên ha. Rồi, xin mời các anh chị nha. Trong khi mà chưa có ai vấn đề gì hết thì chúng tôi sẽ nêu vấn đề tiếp tục để cho sư giảng, để chúng ta đỡ có mất thời gian. Dạ. Cái vấn đề con đặt ra tiếp đó, thưa sư, đó là sư thường giảng về cái câu Bali là Attahi Attano Kohi Nato Parosiya, tức là chính cái câu đó mà theo nghĩa đen á, thì chính ta là cái nơi nương nhờ của ta. Nhưng mà theo chú giải á, thì sư thường nói rằng là chính thiện pháp là nơi nương nhờ của ta. Dạ, chính thiện pháp nó là cái nơi nương nhờ của ta. Nhưng mà thưa sư, thiện pháp thì có thiện hiệp thế và thiện siêu thế. Thiện hiệp thế thì tuy rằng là có cho quả an vui, nhưng mà rõ ràng là dẫn mình đi vào chứ không có dẫn mình đi ra. Mà đi vào thì cho dù có an vui tới cỡ nào thì nó vẫn có cái hệ lụy của cái đau khổ. Như vậy nếu như mà cái câu đó mà mình hiểu rằng á, là chính thiện pháp là
nơi nương nhờ của ta, thì như vậy thì vô tình có làm cho người ta hiểu là người ta sẽ nương nhờ vào cái thiện pháp hiệp thế, và như vậy thì tiếp tục đâm đầu vào trong cái dòng sanh tử luân hồi hay không, thưa sư? Như vậy thì cái chữ thiện pháp chỗ này chúng ta nên hiểu nó như thế nào? Và con kính gửi mít cho sư chỉ dạy thêm ạ. Nam mô Bụt Tha Gia, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thường thường sửa chữ Atta này được định nghĩa đàng hoàng là nó chỉ có bốn nghĩa mà thôi. Trong bộ từ điển Abhidhana Pali, Chitte Kaye Saphawe Chả Số Atta Paramat Thani. Danh từ Atta có bốn nghĩa là: thứ nhất là tâm, thứ hai là thân, thứ ba là thực tính pháp, và thứ tư là đại ngã. Đó. Thì cái chữ Atta có nghĩa là tâm, rất nhiều chuyện mà mình không còn mình thi, cứ dịch theo cái mà mình không có đúng. Thí dụ như Atta Samma và Ni Thí. Đó. Nếu mình dịch cho nó đúng nghĩa là đặt tâm mình trong thiện pháp. Đó. Còn nếu mà gọi là Atta Mitcha và Ni Thí đó, tức là để tâm sai lầm trong ác pháp. Cái đó là, cái đó nó có nghĩa, cái chữ Atta đó nó có nghĩa là tâm. Đó. Còn mà chỉ là ta có nghĩa là thân thể thì ít thấy, nhưng mà có một cái câu mà bên luật của Tỳ Khu Ni á, luật của Tỳ Khu Ni, cái câu đại khái là chúng tôi không nhớ tiếng Bali nhưng mà tiếng Việt kìa: Tỳ Khu nào tự đấm vào thân mình rồi khóc, Tỳ Khu Ni phạm tội ưng đối trị. Đó. Đó. Thấy không? Tức là cái gì đó, vô bà ná phích khu ni ạch ta năng qua thiết tòa, qua thiết tòa rô thầy giá ba chị tỷ dân. Tức là cái vị tỷ khu ni đó mà buồn rầu gì rồi than khóc, đấm vô ngực mình như vậy đó, đấm vô tay vô mình như vậy đó, thì cái hành động đấm đó là vẫn phạm giới như thường chứ. Đấy. Đó. Còn cái Atta có nghĩa là xa pha quá đó, rất là rất nhiều. Atta tano na thổ cô hỷ na thổ và đô si gia, chính thiện pháp là nơi nương nhờ của ta, ngoài thiện pháp thì không còn nơi nào thì ta nương nhờ được cả. Đó. Hoặc là cái câu thứ hai: Atta đi bả phích khuê quý hạ rách thả Atta xa ra na anan nhá sa ta na, này tư tỳ kheo, nên sống, chính thiện pháp là hòn đảo, chính thiện pháp là nơi nương nhờ, không nên nương nhờ vào chuyện gì khác. Nó thấy chưa, thành ra nó trong từ điển Bali chỉ đề cập cái này có bốn nghĩa, ba nghĩa thuộc về thiện pháp, còn nghĩa thứ tư mới thuộc về ác pháp. Tức là nghĩa thứ tư đó là chữ Atta này, theo cái sự hiểu của cái ngoại đạo đó. Đó. Thì trong quyển từ điển Bali này đó, thì họ dạy danh từ Anatta có bốn ý nghĩa. Anatta đó nha. Đó. Thứ nhất, Anatta có nghĩa là không chiều theo ý muốn của ai. Cái nghĩa thứ hai có nghĩa là Anatta là vô chủ. Cái nghĩa thứ ba, nó ta có nghĩa là không, tức là không phải ta, không phải cô ta đó. Nhưng cái nghĩa thứ tư đó là có nghĩa là nó ta là phủ nhận thuyết tà kiến theo chấp ngã của nhóm ngoại đạo. Đó. Nghĩa là bốn cái nghĩa này đó được xài trong kinh điển của Nguyên Thủy, chứ không có xài theo cái kiểu mà của mấy ông ngoại đạo. Đó. Ông ngoại đạo vẫn hiểu giữ Anatta như vậy mà nó có nghĩa khác, chứ còn không ấy thì có rất nhiều chuyện quý vị trong coi trong cái bài kinh Anatta Lakkhana Sutta đó sẽ giải thích rất nhiều chuyện như vậy. Thành ra đó là những cái thí dụ mà liên quan tới cái tại sao mà chúng tôi nói là thiền pháp là nơi nhờ của ta, đây bởi vì cái chữ Atta cho nó có nghĩa là xa pha quá, tức là thực tính pháp. Mà thực tính pháp đó, thì nếu mình nói là ác pháp là nơi nhờ 12 tâm bất thiện là nơi nương nhờ của mình, thì nó chúng cái chữ mình chết rồi, là nói thiện pháp cho nó khoai. Nó là thực tính pháp mà nó kể cả là nó có nghĩa là tốt là xấu luôn chứ.
Đó. Ví dụ như cái xấu là nãy chúng tôi nói là để tâm đúng là trong ác pháp là vậy đó, tạm biết trả và ý thí đó, đó. Tùy theo chỗ đó nha. Theo chúng tôi học trong bài từ điển Bali đó thì chữ ta nó có bốn nghĩa là như vậy. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con xin kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Thưa sư, con nhớ có một cái đoạn kinh này á, sư ở trong cái tương ưng niệm xứ á, thì chúng ta có thể là dựa vô cái đoạn kinh này để mà mình giải thích cho cái chữ thiện ở trong cái câu mà Atahi Atano được hay không thưa sư? Đó là như thế nào là một cái đống thiện này các tỳ kheo, nếu có ai hỏi, nếu ai nói là bốn niệm xứ thì người ấy nói một cách chân chánh toàn bộ đống thiện này, này các tỳ kheo, tức là bốn niệm xứ. Như vậy thì cái mình có thể hiểu cái chỗ chính thiện pháp là nơi nương nhờ của ta, thì mình dựa vô trong cái đoạn kinh này, như vậy thì cái thiện pháp đó chính là mình thực hành về tứ niệm xứ được hay không thực sự? Thực hành về cái tứ niệm xứ, tại vì con nhớ là có một cái đoạn kinh khác á, là nói rằng á, là hãy nương vào chính mình, lấy mình làm ngọn đèn, không nương tựa vào ai hết. Và trong đoạn kinh đó giải thích như thế nào là nương tựa chính mình, như thế nào là lấy mình làm ngọn đèn, thì đó chính là an trú trong tứ niệm xứ, cũng là ở trong cái tương ưng niệm xứ này có dạy. Như vậy thì cái chữ mà chính thiện pháp là nơi nương nhờ của ta đó, mình dùng những cái đoạn kinh này mình có thể giải thích rằng như vậy là chính tứ niệm xứ là cái con đường duy nhất để mà chúng ta nương nhờ được hay không thưa sư. Dạ, con gửi mic cho sư. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị. Chúng tôi nói hồi nãy rồi là tùy theo cái người đối diện với Đức Phật lọt vào vọng trí ngài như thế nào. Thí dụ như cái người đó đang hành tứ niệm xứ mà lọt vào vọng trí của ngài thì ngài vẫn có thể nói là tứ niệm xứ là nơi nương nhờ của người. Nhưng mà cái vị khác đang hành thiện thì ngài nói thiện pháp là nơi nương nhờ của thân người vậy đó. Chứ làm sao mà ấy. Thế nhưng mà mình đừng có đem cái chỉ cái này rồi mình nói cái giống cái nãy không, chưa chắc nó giống vậy, nhưng mà là ngài thuyết theo người, cái người mà họ như thế nào thì ngài thuyết như vậy, cái người họ như thế nào ngài thuyết theo cái kia. Nhưng mà nếu mình gộp hai cái này mình nói là một là có thể là không đúng. Thành ra rất là khó là mình phải biết cái duyên sự của cái điều mà mình nói, ngài thuyết cái người đó như thế nào. Lật chú giải ra coi là cái ông đó ông có cái tư cách như vậy 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 mới thiết như vậy, thấy không? Chứ còn nếu mà nói vậy thì có người lại bắt bẻ tại sao Đức Phật người nào sao ngài không nói cùng một lúc cho cả bốn năm người vậy nghe cái ta hiểu hết, chứ còn này tại sao chỗ này ngài nói thiện cũng là với người tu tập tương xứ, chỗ kia tương xứ vẫn là nơi nương nhờ này kia không chồng. Rất là khó đối với phạm nhân của mình. Thành ra quý vị nên nhớ đó, mình nói thiện pháp là mình nói một cách tổng quát. Thành ra những cái hành động nào mà liên quan tới thiện pháp nó đều có một số cái điều kiện. Và cái điều kiện đó là tùy theo cái khả năng mà chính đắc của cái người đang đứng trước mặt Đức Phật, mà Đức Phật dùng cái đó để ngài nói tới cái gì. Chứ không có gì đó. Thành ra tại sao thành ra mình tại vì mình đọc kinh điển nó không có, mình không hiểu là tại vì những cái chuyện như vậy rồi sau này những cái nhà mà kết tập tam tạng đó người ta viết những cái này đó, hay có những cái bài kinh ở gần nhau nó giống nhau nhưng mà cái người nghe chưa chắc cùng một người, nó không phải là một người mà nó nhiều người, nhưng mà tại vì mình thấy nó giống nhau là tại sao, tại vì ăn thua cái người kết tập tam tạng đó. Chứ lúc Đức Phật đâu có kêu người ta lại đây ta thiết cái bài này, lại đây ta thiết cái bài kia đâu. Ngày gặp người đó như thế nào mà thiết cái đó thôi. Rồi sau này đó, các nhà mà kết tập tâm tạng, họ mới gọp lại. Đó. Đại diện người Ngã Đanh Đa đứng đó. Thì cái ông A-la-hán đâu hỏi, có nghe câu này không? Ngã Đanh Đa nó có nghe từ ngày thiết vậy. Ngài hỏi câu kia hỏi xong rồi ngài mới kết tập. Chính tại tôi nghe từ miệng Đức Phật 82.000 bài pháp, còn 2.000 bài pháp từ miệng các vị đồng hòa mạnh.
là do cái tập tâm tạng nó mới có ra, giống là như vậy, giống là những cái bài từ tương đương với nhau nó mới vậy. Chứ Đức Phật hồi xưa ngài đâu kêu lại đây tai thiết tăng chi cho pháp đây một pháp, đây hai pháp, đây ba pháp đâu, phải không? Nên mình nên hiểu vậy. Chứ còn bây giờ mình lấy cái này mình hoàn qua cái kia đó, cái nghĩa nó giống nhau nhưng mà cái người nghe nó có thể nó khác cái bản chất, nó khác cái cá tánh chứ không phải là giống. Nam mô Phật Thầy á. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ, tại vì con thấy rằng á, thưa sư, là trong Ách Thắt Cà Tha hay là Tika đồ này kia thì thật ra cũng là các vị lấy những cái đoạn kinh ở chỗ này để mà giải thích rõ nghĩa hơn cho một cái đoạn kinh khác. Dạ, con cũng thấy có một cái khuynh hướng là như vậy. Cho nên rằng là khi mà đọc kinh thì con cũng tìm xem coi có những cái chỗ nào mà giải thích về cái nghĩa của cái từ chỗ này được hay không. Dạ, vậy thôi cái vấn đề này con gác qua. Dạ, cái vấn đề về cái câu Atahi Atano gác qua cái phần đó, con cũng đều hiểu. Con nhớ lại về cái vấn đề là vấn đề về nói dối mà sư cũng có thường dạy á. Tức là khi mà mình nói một cái điều gì đó đó thì ngoài cái chân thiện mỹ mà nó còn phải có lợi cho người, mà nó còn phải có lợi cho mình. Cho nên rằng nếu mà mình nói một cái điều dối, tuy nó có lợi cho người mà nó không có lợi cho mình thì không có nên nói. Không có nên nói thì con cũng thường nghe sư dạy như vậy. Nhưng mà cái vấn đề thực tế đó, thưa sư, cái vấn đề thực tế đó thì nó có như vậy thưa sư. Thứ nhất con lấy một cái ví dụ. Sư biết là sau 75 á, những cái tình trạng nó rất là khó khăn. Thì có nhiều gia đình đó, thưa sư, rất là khó. Thì bà mẹ đó, người mẹ đó thì rất là đói nhưng mà muốn nhường món cái đồ ăn đó cho người con thì mẹ phải nói dối rằng thằng hai mày ăn đi, má no lắm rồi, con ăn đi. Như vậy thì rõ ràng là cái lời nói dối này con thấy nó rất là đẹp, thưa sư, rất là nhân bản, rất là nhân hậu. Như vậy không lẽ là khi đó là người mẹ là bị phạm vô cái sự nói dối à? Nhưng mà rõ ràng là với một cái tâm của cái lời nói dối này là thiện, nhưng mà nếu cứ rập khuôn cứng nhắc vào cái công thức mà là nó phải lợi cho người và nó không có hại mình thì mình mới nói, thì trong trường hợp này nó đâm ra là nó, con thấy nó hơi không có được sao đó. Thì con nêu cái vấn đề đó ra. Một cái trường hợp thứ hai mà mình còn thấy rõ hơn nữa đó là gì? Đó là trong những cái đồ bài kinh, trong những cái thậm chí là kinh luôn, thì người ta sử dụng, người ta ẩn dụ à, con này nói chuyện với con kia à, thì rõ ràng là cái chuyện nó không có thật à, nhưng mà qua đó để mà nói lên, dạy ra một những cái đạo lý. Như vậy thì một cái lời nói dối nhưng mà nó lại mang lợi ích đến cho người khác thì rõ ràng là vẫn có được, chứ đâu phải là không. Như vậy thì việc mà mình cứ rập khuôn cứng nhắc vào cái công thức đó thì nó có hoàn toàn đúng hay không, thưa sư? Và con xin gửi mic lại cho sư ạ. Dạ sư vậy giảng giải thêm về cái vấn đề này để chúng ta hành cho nó hiệu quả thôi. Con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bụt Thà dạ, kính bạch chư tôn người dạ, kính thưa cho quý vị. Bà mẹ bà thương con mới nói vậy tại vì bà không hiểu Phật pháp. Nhưng mà cái lúc bà ngáp ngáp thì Diêm Vương đưa cái chảo trước mặt bà, lúc đó bà có đổ lệ không? Không lẽ nói Diêm Vương tại tôi thương con tôi mới nói lão à? Thực tinh pháp là thực tinh pháp. Thành ra khi mà nó tới rồi đó là không ai cản được cả. Thành ra có những chuyện mà mình nói mà mình tưởng là nó không có hại nhưng mà nó rất có hại. Thí dụ một cái vị tỳ kheo muốn cho người cư sĩ Phật tử, nghĩa là có đức tin, rồi cái gì đó nói cái điều mà nó liệt vào cái phe pháp cao nhân đó. Nghĩa là bà cho ai không biết, nhưng mà chị tỳ kheo đó mất cái giới tỳ kheo ngay lúc đó liền, ngay lúc nói xong liền. Theo huynh là cái dự đó nó có nên làm hay không? Mình không có chấp vào chuyện đó,
cứng cái chuyện giống như mình nói. Nhưng mà mình nên nhớ cái quả của nó đó, mình có khả năng chấp nhận cái quả của nó hay không? Đó. Thà mình nói thẳng mình không ăn, con ăn đi, mẹ không ăn. Có sao đâu. Thì nói dối anh chị. Nè. Điện nói dối rồi, mai mốt rồi. Thấy cái miệng chảo của Diêm Vương là lúc đó là hối hận chị. Phải không? Rất nhiều người như vậy, mình đừng bao giờ nghĩ. Mà những cái người mà bị nhiều nhất là ở vào những cái thế mà nó phải nói thật sự ra mình không thể tưởng tượng được. Nhưng ví dụ như là bác sĩ đó, muốn vừa lòng bệnh nhân nói, quý vị nên nhớ chuyện đó. Bệnh ta như thế nào là thà mình im lặng, chứ còn mình nói không sao đâu, cái này có thể chữa được, này kia không xong. Nó ngồi nó hy vọng tới chừng là nó thấy Diêm Vương đưa cái tay ngoắc ngoắc à, nó chửi mình hết trơn. Thấy không? Quý vị nên nhớ rằng ra những cái chuyện gì mà mình nghĩ rằng mình nguy hiểm thì có thể là mình đo lường xem cái điều đó nên nói hay không nên nói. Phải nói rồi là phải chấp nhận cái hậu quả rất là đau thương. Mình học Phật Pháp thì mình nên nhớ giáo Pháp này là do một cái vị mà toàn trí nói ra, chứ không phải là ai đặt ra cả. Mà bây giờ đó, mình không có theo những cái lời dạy đó, mình muốn làm cho vui thì cũng được, không sao. Nhưng mà đừng có đổ thừa, đừng có thành họ đổ tên thừa mà không. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Dạ, nhà con nhà kính tri ân sư ạ. Dạ. Cái vấn đề này con lại lấy tiếp tục một cái ví dụ nữa. Thưa sư, là rất là rõ ràng là rất là nhiều những cái nhà văn họ viết những cái câu chuyện ngụ ngôn, ví dụ như là La Fontaine chẳng hạn. Thì trong những cái câu chuyện ngụ ngôn đó cũng tương gần giống như là những cái tích truyện trong là bổn sanh bổn sự. Thì là ví dụ là cái con vật này, con khỉ nó nói chuyện với con voi này kia, rõ ràng cái đó là đâu có thiệt đâu thưa sư. Cái đó là không có thiệt. Nhưng mà cái nội dung của cái câu chuyện đó nó truyền tải một cái đạo lý, một cái lời dạy gì đó nó rất là có lợi. Như vậy thì không lẽ rằng là cái vị đó cũng bị phạm vào cái chuyện nói, phạm vào cái giới nói dối hay sao thưa sư? Ví dụ như là mình viết một cái câu chuyện, cái câu chuyện trong cái câu chuyện đó thì nó là hư cấu. Mà cái chuyện này quá nhiều rồi đúng không? Nhất là những nhà đạo diễn làm phim thì thường thường là luôn luôn là có cái hư cấu ở trong là phim, trong chuyện. Như vậy là không lẽ rằng là tất cả những cái người đó là đều phạm vào cái giới là nói dối hay sao thưa sư? Dạ, xin sư là chỉ dạy rõ về cái chỗ này là như thế nào thưa sư. Con gửi mít sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tổ Nguyện Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Cái chuyện giữa con voi với con khỉ và con gì nó nói chuyện nhau đó, cái đó mình cho tới giờ mình cũng hoàn toàn không có biết, chứ không phải là không có, nên nhớ chuyện đó. Bởi vì tất cả các loài thú vật nó vẫn có âm thanh riêng, nó vẫn có tiếng nói của nó, chứ không phải là không. Nhưng mà tại vì mình chưa có tha tâm thông, chưa có thần thông, mình không biết, thì cái không biết của mình, mình đừng nói là không có. Còn cái chuyện mình dựa vào một số cái điều kiện mà của trong những cái chuyện thưa tích cũ về đó mình nói đó, là cái tác ý lúc đó họ có cái gì là nhớ đó, họ muốn cho người ta nghe để tin hay là gì đó không xùm, là tùy theo cái điều kiện đó nữa để biết rằng cái chuyện đó làm đúng hay sai. Chứ nó không phải lúc nào là mình đem cái chuyện con rùa nó nói chuyện với con cá là mình nói là cái đó là nói sai, nói dốc rồi này kia xùm. Cái đó mình được miễn bàn cái đó. Bởi vì cái con rùa con cá nó có nói chuyện với nhau, nó hiểu nhau như thế nào, chuyện đó mình không có khả năng để quyết định. Nhưng mà những cái người dựa vào một số cái điều kiện về nói ra thì mình coi phải biết cái tác ý của họ lúc đó là gì. Nếu họ nghĩ rằng không có thật mà họ chỉ cần nói về để cho người ta hiểu rồi cái gì vậy rồi đó, thì cái tác ý nói dối để vẫn xấu như thường chứ làm sao mà tốt được. Thấy không? Hay nó có những cái chuyện trong kinh điển mình không có khả năng để quyết định được.
không có năng để hiểu. Nhưng mà nếu mà mình không thích thì đừng đọc. Nhưng mà đọc rồi là phê bình là coi chừng. Nó không phải là cái chuyện mà nó không có ảnh hưởng xấu cho mình. Bởi vì chúng sanh ba giới bốn loại này có thể có những chúng sanh đó. Nó ngó ngó nhờ nó cười cười hay là nó nhăn răng nó vậy mà nó nói cái gì đâu mình đâu có biết được. Phải không? Nó có ngôn ngữ riêng của nó chứ, giờ không có. Thì mình đừng dựa vào đó rồi mình bày ra cái chuyện như vậy đó. Thì mình vẫn có cái lỗi nói dối như được. Tại vì mình không hiểu nhưng mà mình vẫn dùng cái đó để mình làm. Thì cái đó thì không có nên. Còn họ muốn làm thì họ có tiền, có gì, có bạc gì đó, chuyện của họ. Chúng tôi không có bàn. Nhưng mà còn những cái chuyện những con thú nói nhau mình, cái đó, chuyện đó không có đâu, nào này kêu chồng đó. Xin đừng nói như vậy, bởi vì nó có ngôn ngữ của nó. Mình không nghe được ngôn ngữ của nó, rồi mình nói chó nó sủa thôi. Nó gặp nhau, nó cũng ngoắc ngoắc đuôi rồi, nó nói nhau bằng những cái gầm từ của nó. Không nói được. Phải không? Thành ra cái đó là mình không có khả năng được, đừng có bàn. Nhưng mà chắc chắn mình dù lợi dụng những cái đó để mình thêm về một số cái vấn đề để cho người ta nghe, cho hay, cho nạt, cho nọ cái đó. Theo chúng tôi là không có nên. Bởi vì làm như vậy đó không có tốt. Bởi chuyện nó không thật. Mà mình muốn ta hiểu nó như vậy thì không có nên. Nó mua cái tài vậy. Nam mô Bụt Thà, dạ con kính tri ân sư ạ. Xin mời các anh chị khác ở trong đạo tràng gửi các câu hỏi lên ạ. Chúng tôi dừng lại một chút để dành thời gian cho sư uống nước. Rồi sẵn đây thì xin mời các anh chị. Dạ, xin tư có cái câu hỏi gì là thiện pháp là nơi nương nhờ của ta, thưa ngài, của ta bằng năm uẩn. Dạ, xin ngài chỉ dạy cho cái câu hỏi đó. Dạ, còn kính gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Thà, dạ kim bạch chư tông hàng giả, kính thưa chư quý vị. Thì nãy chúng tôi đã dẫn chứng cái chữ a ta nó có bốn năm chuyện để nói rồi. Ta có thể là cái thân ngũ quẩn này không chừng. Thành ra chứ A-tê-tê-nô na-thổ là thiện pháp rồi, là nương nhờ cái thân này. Chứ còn mình hiểu chữ ta đó là con người này thì cái đó là không nên. Bởi vì khi mình dựa vào thực tính pháp thì phải nói theo cái nghĩa của nó. Còn nó là người có nơi nương nhờ hay không? Thật sự nếu mà người thì không có nơi nương nhờ với người. Không có người. Nhưng ngũ quẩn này thì nó phải có nơi nương nhờ của nó. Anh ơi, mình làm việc mà nửa thực tinh pháp, nửa chế định pháp là nó rất là nguy hiểm. Mình nói mình nghe nhiều khi mình cũng không hiểu luôn. Một cái tài đó. Dạ, sa thủ lành thai, dạ con thấy Sích Hà đã sa thủ và tri ân ngài rồi. Dạ năm một bích thai, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ sa thủ lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn quỳnh tu học Phật pháp rất là nhiều, đã cho những câu hỏi rất là lợi ích cho đạo tràng được học. Dạ, thì bây giờ Nhật Quỳnh kính mời. Từ Mẫn ơi, Từ Mẫn có câu hỏi không? Từ Mẫn có câu hỏi không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, mời Từ Mẫn nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ. Cảm ơn Thích Nhật Quỳnh và Thích Thiện Vũ. Dạ Nam Mô Bụt Thà Dạ. Từ Mẫn con
thành kính cúi đầu đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ sư Trí Đức và sư Nguyên Thông, sư Liễu Tông và sư Quán Không cùng các anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Con nãy con nghe Quỳnh tu học Phật Pháp có đề cập cái vấn đề mà khổ đế tứ niệm xứ thì đó bạch ngài, con cũng có đọc qua có một khúc, nhưng mà con cũng thiểu trí quá, con nghĩ hoài con nghĩ không ra, con nghĩ tới nghĩ lui có chút xíu đó mà con thấy con lên con trình ngài, ngài giảng cho chúng con, cũng như con thấy đọc qua một khúc thì con thấy là Đức Phật ngài là bậc vô thượng y vương, ngài là trị tâm bệnh cho chúng sanh trong 84.000 pháp môn của cái vị thuốc. Thì một là bệnh do khổ đế, hai là nguyên nhân bệnh là tập đế, ba là trạng thái lành bệnh là diệt đế, bốn là cách chữa lành bệnh là đạo đế. Thì cái cuối cùng thì cách chữa lành bệnh thì chỉ có con đường tu tập bát chánh đạo để hành thiền tứ niệm xứ là con đường đi đến diệt đế, là diệt khổ đế. Thì bạch ngài, con nhìn thấy cái đó thì bạch ngài nói hồi đó Đức Phật giảng 84.000 pháp môn cho các vị A-la-hán, các bậc thầy tổ ngày xưa, cũng tùy theo những người có căn cơ lọt vào cái võng trí của ngài thì ngài nhìn, ngài chỉ nói sơ sơ một cái hiệu thuốc là người đó đã giải thoát. Thì tụi con bây giờ thì tụi con vô phước làm sao đâu có gặp được Đức Phật, mà bây giờ thì nhìn tới nhìn lui cũng như tụi con cũng như ngoài đời phàm phu, thì thật sự ra tụi con nằm ở trong cái khổ đế, cái bệnh khổ đế, mà cái bệnh đau già sinh lão bệnh tử trong cái khổ đế này thì chồng con, gia đình, anh em, tài sản, rồi sanh ra bệnh tật. Thì bạch ngài, nếu mà như vậy thì cái lời Đức Phật dạy như vậy thì chỉ có cái là con nghĩ là ngài chỉ khuyên là làm sao mượn từ cái khổ đế, từ sống ở dưới khổ đế, ở dưới khổ đế, để nguyên nhân từ khổ đế là tập đế, từ chỗ đó là mình lo mình tu luyện để mình cố gắng trị lành bệnh là con đường diệt đế, để hết bệnh là con đường đạo đế. Mà có phải đúng như vậy để mình tìm đường giải thoát là chỉ có con đường tu hành tứ niệm xứ, và có đúng vậy phải không bạch ngài? Bạch ngài quan hỷ giảng cho tụi con hiểu thông thêm chút dạ. Con kính tri ân ngài, con xin xuống mít. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch Chế Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra tứ niệm xứ mình hành để mình đi ra khỏi cái luân hồi. Còn cái chuyện bệnh mình hiểu theo cái nghĩa thông thường đó, Đức Phật dạy nhiều chỗ lắm. Chứ không phải là một chỗ, tùy theo cái điều kiện ngài giải thích. Nhưng mà thường thường đó, cái bệnh mà mình hay đề cập tới trong kinh điển Đức Phật nói là không có chỉ, nghĩa là rất ít khi mà ngài chỉ cái bệnh đó là cho cái ngũ quẩn mà nó đang bị luân hồi như vậy. Nghĩa là nói trắng là ngài dựa vào cái định để ngài chỉ thẳng con người đối diện với ngài thôi. À, thành ra sau này khi mà kết tập thì tâm tạng chú giải mới nói là cái bệnh mà ngài nói thường nó có cách chữa nhau, nhưng mà phải là chữa theo tứ thánh đế. Bệnh do nghiệp thì phải làm sao, bệnh do tâm phải làm sao, bệnh do dịch thực phải làm sao, bệnh do thời tiết phải làm sao. Điển hình là bên cạnh ngài có một vị lương y đó là nổi tiếng ha. Nhưng mà khi ngài bị nhức đầu thì ông lương y cũng tìm thuốc hoài mà ông ngài uống cũng không hết.
Thì sau đó Ngài mới quán xét thấy cái này là do nghiệp cái trước Ngài sinh trong gia đình của dân, người dân đánh cá. Lúc đó Ngài còn nhỏ lắm. Ngài thấy nó bắt cá, thảy lên là đập đầu Ngài. Quan hỷ thỏa thích cho cái việc làm của người ta. Thành ra Ngài mới biết là bây giờ Ngài nhức đầu là do cái nghiệp đó, là đã không phải thuốc nào cũng chữa được. Đó. Nhưng mà Ngài đi đã thật sự ra đó, mình gọi Đức Phật tức là Ngài đi đã tới tận cùng con đường của luân hồi rồi. Tận cùng rồi. Nhưng mà Ngài vẫn bị khổ, bị bệnh như thường. Thành ra mình khi nào mình có cái thân ngũ uẩn này là mình vẫn còn những cái đó như thường. Không có gì tránh khỏi. Nhưng mà chúng sanh á, thì thường tại sao khổ nhiều? Tại vì có một cái thân khu ngũ uẩn đã khổ rồi, chưa đủ đã, chưa đủ sợ hay sao còn có gia đình đâu này kia ông chồng. Một đứa con vẫn còn muốn thêm hai đứa, ba đứa rồi này kia ông chồng. Nó lôi bao nhiêu cái bộ ngũ uẩn như vậy mà là biểu khổ ít cho được. Thấy không? Đó. Thành ra mình muốn hết khổ là phải đi. Từ đầu gặp được giáo pháp là phải tu theo giáo pháp để tìm con đường đi ra. Chứ nếu mình còn dễ vui là mình vẫn còn khổ dài dài. Chân tay là tránh khỏi đó. Khổ dài dài luôn chứ đừng có lấy. Và lần sau này mình có tạo nhiều phước báo để mình sanh lên các cung trời này kia vẫn khổ như thường. Vậy có thân là phải khổ. Có cái ngũ uẩn này là phải khổ. Muốn tránh khỏi thì mình phải tu theo con đường Đức Phật đã chỉ. Thành ra tứ niệm xứ là con đường duy nhất để mình có thể chấm dứt được những cái khổ. Khổ đó luôn cả thân tâm gì, khổ bệnh khổ này là được đi ra hết. Thành ra trong câu đầu của bài kinh tứ niệm xứ là Ekayano Makkho Phikkhave đó. Tứ niệm xứ là con đường duy nhất là vậy. Nhất để mình có thể đi ra khỏi luân hồi được. Nhưng mà giống như chúng ta nói là ngày xưa đó, Ngài thuyết cho những người mà ta đầy đủ cái bản lãnh, đầy đủ ba la mật rồi. Thành ra ta hành, ta thấy được con đường liền. Còn mình hành, chùi cao. Nếu đều muốn ba thở rồi, không thấy gì hết. Kiếp sau, tiếp tục hành nữa, hành hoài. Hành hoài, cũng chắc cũng già, tăng kỳ kiếp nữa mai ra. Chứ không phải có liền đâu, bởi cái người mà ba la mật nhiều, có ba nhiều ba la mật rồi, dễ biết lắm. Đụng vào giáo pháp Đức Phật là rất là thỏa thích, rất là muốn ở trong đó luôn. Còn mình bây giờ đâu có. Mình dựa vào giáo pháp Đức Phật chỉ để tìm một số sự lợi ích nào mà nghe người ta bàn. Ví dụ như tụng kinh cầu an, cầu siêu. Nhưng mình nói, mình cứ nghĩ Đức Phật đi. Ngài như vậy, Ngài vẫn có ông lương y kế bên mà mình nói, giờ mình muốn hết bệnh à. Tụng bài kinh dược sư là hết bệnh à. Thấy không? Mình hiểu không có đủ thứ, đủ đúng gì á. Thành ra nó mới khổ hoài là vậy đó. Khổ hoài vậy đó. Thành ra bây giờ đó là mình gặp ra trễ rồi, nhưng mà ráng cố gắng học hành theo lời dạy của Đức Phật. Được bao nhiêu hay bao nhiêu mà càng làm nhiều càng tốt. Hay bao nhiêu đó. Chứ còn nếu mà mình vẫn tiếp tục mà mình dễ vui như vậy là khổ dài dài. Bữa thứ năm từ năm đi rồi, tới giờ chúng tôi cũng hơi khổ rồi. Ông thầy của chúng tôi là mới đi đoàn tụ đó. Ông thầy tới độ. Ngay cả chùa Bận Nắm. Thầy bị bệnh vô bệnh viện đi luôn. Đó. Ngày đó thì có bốn người, còn bốn người học trò Việt Nam bên Mỹ. Có bốn người. Năm nay ngày 96 tuổi rồi, nhưng mà tuổi đó mà đi làm gỗ bất tử mình thấy cũng ngậm ngùi. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bụt Tha Dạ. Thưa sư, là có phải là vị tăng thống Thái Lan vừa mất đó phải không thưa sư? Là vị mà sư vừa mới trình bày phải không thưa sư? Con cũng có theo dõi
vị tăng thống gì của bên Thái Lan vừa mới mất mấy hôm nay. Dạ, sao con quay lại cái câu hỏi cũng còn có cũng gần hết giờ rồi. Dạ, con cũng tranh thủ còn có mấy phút. Chị Từ Mẫn nêu ra cái vấn đề về khổ, thì có cái câu Bali là cái gì mà có cái trạng thái vô thường, cái đó là có cái trạng thái khổ. Mà cái gì có trạng thái khổ thì cái đó là có cái trạng thái là vô ngã. Giá đá nít chăng tăng đúc khăn, mà dăng đúc khăn là tá đá nát ta. Như vậy thì cái gì mà có trạng thái vô thường thì cái đó có trạng thái khổ. Nhưng mà ở trên thực tế đó thưa sư, thì nếu như cái vô thường đó đó mà con chấp thủ vô nó, ví dụ như là cái thân của con, hay là tài sản của con, hay là người thân của con, tức là nó phải có cái sự chấp thủ, nó có một cái quan hệ sở hữu á, thì khi nó buồn á thì con mới khổ. Chứ còn có nhiều thứ vô thường con không có khổ gì hết. Ví dụ như là hôm nay thì trời mưa, ngày mai trời nắng nè, rồi lúc này thì là lạnh nè, lúc kia là nóng nè, thì cái đó cũng là vô thường của cái thân. Thậm chí rằng là có những cái vô thường ở bên ngoài mà mình không có cái sự chấp thủ vào đó cho nó là của ta, thì rõ ràng là cái sự hoại diệt của cái năm uẩn đó nó không có gây cho mình bị cái khổ tâm. Như vậy thì trong trường hợp này mình phải hiểu như thế nào thưa sư? Dạ, con gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, câu này khổ là khổ theo thực tính pháp chứ không phải là anh. Quý vị đọc ba cái câu đó sắp đây tham ma nó ta đó, sắp đây tham ma đục cả sắp đây tham ma nó cha. Thì cái mà mình nói là khổ đó không phải do là trường hợp mà bạn hiểu bây giờ, nhưng mà tại vì mình có cái danh sách này nên cái đó khổ. Cái danh sách này được gọi là khổ, cái danh sách này là vô thường. Nhưng mà tất cả các pháp vô vi lẫn ngũ vi đều gọi là vô ngã. Đó, ba cái câu kinh vô cú đó. Thành ra cái khổ này tại vì mình có cái danh sách này mình khổ, dầu rằng mình không thấy khổ tại vì lý do là lúc đó cái trí tuệ mình nó đi ngủ rồi, thành ra mình không thấy khổ. Chứ có cái danh sách nó sanh diệt làm sao không khổ được. Mình đừng hiểu cái khổ theo cái mà mình nghĩ là cái khổ theo mình nghĩ là cái khổ đó là do cái thọ. Cái thọ đó, thọ mình nó xúc không đúng kiểu đó, thành nó có thân thọ khổ đó, hoặc là cái tâm mình nó bị cái đó vô đó rồi mình mới thấy khổ. Cái đó là mình nói theo cái chế định đời, chứ mình không thể nói theo cái chế định thực tính pháp được. Thực tính pháp khi nói là vô thường khổ vô ngã là chỉ danh sắc. Tại sao cái danh sắc đó nó vô thường? Tại vì nó sanh diệt, nó không ở một nơi được. Mà giờ nó sanh rồi mình muốn nó diệt nó cũng không chịu, này kia cầm tranh nó mới gọi là vô ngã. Thành nó chỉ tính cho thực tính pháp mà thôi. Chứ còn mình nói là mình thấy cái đó nó đâu gì đáng khổ đó, tại vì mình nhìn theo chế tính pháp, chứ mình không nhìn theo thực tính pháp. Đó. Thành nó muốn thấy vô thường khổ não vô ngã, tại sao người ta phải hành tứ niệm xứ để thấy thực tính pháp? Cái tệ thứ nhất đó, chưa thấy vậy là phải thấy danh sắc rồi. Bởi vì danh sắc nó sanh diệt thành ra nó khổ, bởi vì danh sắc nó sanh diệt thành ra nó vô thường, bởi vì danh sắc đó nó sanh diệt thành ra mới gọi là vô ngã. Nó sanh mình biểu nó đừng sanh không được, nó diệt mình biểu nó đừng diệt cũng không được. Nên là bởi vì nó vô ngã là mình biểu nó không được, chứ nếu mà nó hữu ngã là mình nói được đừng sanh đừng diệt là nó ok với mình chứ, phải không? Thành ta phải hiểu cái chữ khổ, chữ vô thường khổ não vô ngã đây là để nói về trạng thái của pháp mà thôi. Chứ còn cái của chế định pháp có khi khổ khi không, chứ không phải lúc nào cũng khổ. Bởi vì mình nghe một cái câu chế định, mình nghe một cái câu đặt khen mình đó, mình đâu thấy khổ. Nhưng mà nghe câu đó là thằng cha này nó chửi mình, nó lúc đó mới thấy khổ. Phải không? Thì cái khổ đó nó không có nằm trong cái trường hợp mà Quynh đưa lên là giá đa nít chăng tăng đúc khẳng văn thúc khẳng tada nát ta đó, là cái đó là chỉ cho thực tính pháp mà thôi, chứ không phải chỉ cho cái chế định pháp.
còn cái mình thấy có khi gỗ không là đa số là chế định pháp đó, thành ra mình mới dính cái đó, chứ còn nếu không mình đâu có dính đó. Nam mô Bụt Thầy giá. Rồi vậy nào có câu hỏi ngắn ngắn đưa lên đi. Sắp hết giờ rồi, quên ngày nãy là quên hỏi cái vụ đó là đúng rồi đó. Cái vị đó đó là đệ nhất phó tăng thống. Thì tăng thống có hai vị, một vị Mahanikaya giá và vị Thamayuti Nikaya giá. Còn cái ông Vô Sải và tăng thống bây giờ đó là một cái vị bên hệ Thamayuti Nikaya giá. Còn cái ngài là đệ nhất, ta gọi là phó sải vương, là đệ nhất tăng thống, đệ nhất phó tăng thống. Ngài là thầy tế độ của chúng tôi. Ngài có tất cả, là bây giờ có học trò của ngài là người Việt Nam ở Mỹ nè, có bốn vị. Thứ nhất là sư Đức, thứ hai sư Trần Trí, thứ ba là, thứ tư là sư Bụ Trí. Sư Trí nghe nói hình như là ở đâu bên Tennessee hay gì đó, lâu quá rồi không có gặp sư. Còn bốn cái vị sư Việt Nam là học trò của ngài, hiện đang ở Mỹ. Còn những cái vị mà được ở Việt Nam được gửi nhiều đi học nhiều nhất là thường thường là ở chùa gì của sư pháp tông rồi vậy, chùa Quyền Không Sơn Thượng rồi vậy, không biết gì nào ở Việt Nam chắc là không biết cái chùa đó. Thì cũng có những cái vị đó gửi đi học rất nhiều, thành ra hình như là chúng tôi có thấy chùa Quyền Không cũng là tiếng chia về cái vụ ngày này nhất phó tăng thống chết, thành ra thôi ngày 96 tuổi rồi. Là sống cũng khổ thôi, đi sống tốt hơn. Nam mô Thầy giá. Kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cận sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng tất cả phước báo nào phát sanh trong pháp thoại hàng ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng các cận sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng có cơ hội để chấm dứt các pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sẵn Ca giá, nam mô Rất Thanh Nát Tây Sa. Sa thú Lanh Thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liệu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng, để chúng con đến gần với lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ngay hiện tại và được sự an vui. Và Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn tu học Phật pháp cũng như tất cả quý vị đã đưa những câu hỏi lên. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ con không biết Thượng Tọa Quán Không có trước máy không bạch sư? Nếu Thượng Tọa Quán Không có trước máy, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Dạ quả phước nào chúng con tạo được trong buổi học ngày nào hôm nay, chúng con cũng thành tính dâng đến ngài, mong rằng ngài thọ nhận phần phước này để bổ túc ba la mật của ngài sớm thành tựu đạo quả y như sở nguyện. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con không biết Thượng Tọa Quán Không có chức máy không, cho con xin một tín hiệu ạ. À, trong khi chờ đợi mà minh hiệu của Thượng Tọa Quán Không, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Dạ sa thú, con thấy tín hiệu của Thượng Tọa Quán Không rồi, con tri ân sư. Uttamange na vande hang ba da phạn sung ba ruột tam an bồ tát yo ca li tao đô sơ bột thâu cam tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang tham man chát đức vi thân hòa răng tham mê yo ca li tô đô sơ tham mô tham tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sẵn khanh cha đu vi tho tam ăn sẵn khê vô kha li tô đô sô sẵn khô kham ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo,
Cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Quán Không từ bi phúc trước cho đạo tràng, và con kính nhân bích đến sư ạ. À.